Chương 2021, 2027, đại độc mưu. Chín người bên trong còn vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện một ông già cùng một cái lão phụ. Nhân, giờ khắc này càng là âm thầm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong nổi lên gợn sóng. Thiên hạt, địa chu, các ngươi tu luyện tới giờ này ngày này không dễ. Cũng biết thế gian này một ít bí ẩn, thiên địa đại kiếp nạn lần thứ hai đến, đã không người có thể chống đỡ đến thời điểm thế tất cũng không ai có thể may mắn thoát khỏi thật có chút người ngoại lệ có thể thoát ly các ngươi tùy tùng ta long tộc đến thời điểm tự nhiên có thể tránh kiếp giác long tướng ông lão kia lão phụ vẻ mặt âm thầm thu ở đáy mắt nhàn nhạt lời nói truyền ra ánh mắt vô tình hay cố ý trầm trầm nói rằng vĩnh hằng chi mộ liền muốn mở ra ta long tộc tiền bối tất nhiên có thể đi ra nói không chắc đến thời điểm vẫn có thể để cho các ngươi bước vào cuối cùng nửa bước đến thời điểm tránh kiếp đặt chân thánh cảnh có càng bao la hơn thế giới ở chờ các ngươi phản chi cũng thời điểm sợ là kiếp số khó thoát vì lẽ đó hiện tại cơ hội nhưng là nắm ở các ngươi trong tay chính mình nghe giác long lời nói ông lão kia trên khuôn mặt màu nâu hai con mắt âm thầm ánh sáng lược động cùng bà lão kia người hơi đối diện hai người âm thầm suy tư hắn nàng môn hai người xác thực là tu luyện không dễ sống năm tháng dài đằng đẵng biết thế gian này rất nhiều bí ẩn bởi vậy bọn họ vẫn ở chuyên tâm bế quan căn bản không để ý tới chuyện ngoại giới thiên ma chiến trường mở ra mới chờ tiến vào bên trong muốn dành một phần cơ duyên chợ chính mình tiến vào cuối cùng cái kia nửa bước bằng không sợ là cái kia đại kiếp nạn không có đến bọn họ đại nạn cũng muốn tới coi như cái kia tiểu giác rưởi dựa vào thần lôi đỉnh vẫn còn long là giết chết nhưng chúng ta cùng nhau muốn đánh giết tiểu tử kia sợ là dễ như trở bàn tay đi kim sĩ sí đại bằng điểu nhất tộc đến thời điểm lại có thể làm sao chờ ta long tộc tiền bối tự vĩnh hằng chi mộ bên trong đi ra kim sĩ sí đại bằng điểu nhất tộc cũng nhảy nhót không được bao lâu rồi giác long tiếp tục nói nghe vậy nghe thần lôi đỉnh ba chữ ở đây trong mắt mọi người không để lại vết tích mạt qua ánh sáng. Chúng ta tự nhiên là cùng long tộc cộng cùng tiến lùi. Cái kia bị gọi là là thiên hạt ông lão trầm tư sau, ở cân nhắc bên dưới làm ra quyết định. Nghe thiên hạt, ở đây mấy người ánh mắt bên trong đều là âm thầm có chút phức tạp. Thiên hạt cùng địa chu hai người thật không đơn giản. Giờ khắc này dĩ nhiên cùng long tộc đi cùng nhau, nhìn trận thế này. Tự hồ đã bị long tộc lôi kéo, đầy đối với cái khác thế lực tới nói. Cũng không phải một chuyện tốt, bất quá liền hiện nay xem. Tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Vĩnh Hằng Chi mộ tin tức đã truyền ra. Ta tin tưởng đỗ thiếu phủ cái kia tiểu rác rười tất nhiên sẽ chạy tới. Hoàng quốc những người kia cũng nhất định sẽ cùng nhau đến đây, lần này. Chúng ta muốn một lưới bắt hết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giác Long cười gằn, khóe mắt hàn ý đấu xạ, khuôn mặt âm trầm. Sau đó vô tình hay cố ý phủi phiết hoàng lão, nói. Pháp gia cũng là bởi vì cắt cỏ chưa trừ tận gốc mới rước lấy hiện tại mầm họa. Chúng ta cũng không thể đủ lại sai lầm. Giác Long, nói chuyện chú ý đúng mực ta pháp gia đồng dạng tổn thất nặng nề. Rất nhiều con cháu tổn hại, ngươi Long tộc con cháu bị tiểu tử kia đánh giết không ít đó là ngươi long tộc hậu bối quá yếu, cùng pháp gia có thể không có chút quan hệ nào. Hoàng lão mở miệng, mắt nhìn giao long, chập tối trên khuôn mặt ánh mắt lấp lóe. Hoàng chư, ý của ngươi lẽ nào là pháp gia hậu bối tất long tộc hậu bối cường sao? Giác long nhìn chằm chằm hoàng lão, vẫn gọi thẳng tên húy, thân là long tộc. Hắn có long tộc tự kiêu. Ta pháp gia có một cái trời sinh thánh tôn. Long tộc có thể bất cứ lúc nào luận bàn một thoáng bất quá long tộc hậu bối chín đã hết mức tổn hại sợ là tìm không ra người đến đi hoàng chư khóe miệng hơi nhíu mắt nhìn giác long nở nụ cười từ tốn nói bất quá ngươi nếu như không phục ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu nhìn những năm này ngươi tiến bộ đến trình độ nào cách chân chính thánh cảnh còn kém bao xa giác long sắc mặt rất khó coi hoàng chư đây là ở long tộc trên vết thương sát muối trong mắt long đồng rất âm trầm Hoàng chư Huynh, Giác Long Huynh, hai vị có thể đừng tổn thương hòa khí mới được. Chúng ta lần này mục tiêu nhưng là giải quyết cái kia đại họa tâm phúc. Tôi nói trước cái kia tóc bạc lão phụ nhân mở miệng. Sợ Giác Long cùng Hoàng chưa biết làm lớn chuyện. Mặt khác mấy người, giờ khác này cũng dồn dập tiến lên đem Giác Long cùng Hoàng chư tách. Ra, vẫn không có đem cái kia gieo vạ diệt trừ liền đấu tranh nội bộ. Này không phải bọn họ kết quả mong muốn. Giác lòng nhìn chằm chằm hoàng trư, có chút âm trầm nói: "Chỉ sợ ngươi đã không có khí lực ra tay mấy lần, ngươi sống lâu như vậy. Vẫn chưa từng đặt chân chân chính thánh cảnh. Nếu là thiên ma chiến trường sau khi ngươi còn sống sót, ta cũng rất muốn thử một chút ngươi đến một bước nào." Phụng Bồi, hoàng trư khuôn mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm nhưng là có sóng lớn. Hắn xác thực đã đến đại nạn đêm trước. Giờ khác này bất kỳ ra tay cũng hao tổn chính là chính mình sinh cơ. Biết ra tốc đại nạn đến. Hắn đặt chân bán thánh cấp độ đã rất lâu, sống thời gian dài răng rạc. Nhưng cũng chạy không thoát đại nạn. Hắn vẫn đang tìm kiếm tiến thêm một bước, đặt chân chân chính thánh cảnh. Như vậy liền có thể lại hoạch sinh cơ. Nhưng thánh cảnh quá khó, hắn cùng sức lực cả đời cũng không cách nào thành công vì lẽ đó lần này tiến vào thiên ma chiến trường, hắn vì là pháp gia tiên phong. Cũng muốn ở thiên ma chiến trường bên trong tìm được cơ duyên, muốn tiến thêm một bước. Lại hoạch sinh cơ, nếu là lần này hắn thất bại, cái kia đại nạn đánh đến nơi. Nghe nói hoang quốc có không ít trí tôn, muốn một lưới bắt hết, bằng không. Tất nhiên cũng sẽ là hậu hoạn. Danh ra cái kia một cái thân hình gầy gò, thân hình cực cao ông lão mở miệng trên mặt thâm văn âm trầm run run. Nghe danh già ông lão, mọi người yên lặng gật đầu. Bọn họ trong tộc trẻ tuổi hầu như đã hết mức tổn hại, lại không nhân vật thủ lĩnh. Có thể hoang quốc hiện tại trẻ tuổi trí tôn này sinh, thiên kiêu đông đảo. Dù cho là đỗ thiếu phủ bị đánh giết sau, như vậy hoang quốc cũng tuyệt đối là khủng bố. Hậu hoạn vô cùng, nếu như hoang quốc lại đi ra một cái như đỗ thiếu phủ như vậy đáng sợ tiểu tử các đại gia đã cũng lại không trả nổi cấp độ kia đánh đổi. Vì lẽ đó lần này không chỉ là muốn tiêu diệt cái kia gieo vạ, còn muốn đem toàn bộ hoang quốc nhổ cỏ tận gốc. Có người nói đỗ thiếu phủ cái kia tiểu giác rưởi cha đỗ đình hiên. Cũng là đại trí tôn niết bàn, được thần lôi thiên thánh truyền thừa. Còn có một cái tiểu dị long cùng một con xích khào mã hầu, này ba cái tất nhiên không thể lưu. Nhất định phải thanh trừ. Giác Long mở miệng, từ Long tộc hiện tại chiếm được tin tức xem. Đỗ Đình Hiên đợi ba cái là hoang quốc trừ cái kia tiểu giác rưởi ở ngoài nhân vật khủng bố nhất. Kiên quyết không thể lưu lại. Còn phải đề phòng nông gia, mặc gia, âm dương gia cái kia ba gia nhúng tay. Cứ nói đạo gia cùng nho gia cũng cùng tiểu tử kia đi rất gần. Lần này chúng ta có thể đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới tốt cái kia tóc bạc lão phụ nhân lại mở miệng, mắt lộ ra hàn quăng, nàng là ngang dọc ra người. Vẫn đang bế quan, vì là cầu tiến thêm một bước. Lần này thiên ma chiến trường mở ra, nàng mới bị hô hoán mà ra. Biết được gần nhất ngang dọc ra tổn thất. Đặc biệt nàng mấy cái trực hệ bất phàm huyết mạch hậu nhân cũng tao ách. Làm cho nàng vì đó nổi giận, không thể nhẫn nại, nhất định phải đem cái kia gieo vạ chém giết chương 2022-2028, thất chuyển thần lôi liên. Nông gia, mặc gia, âm dương gia, đạo gia. Nho gia này mấy nhà đánh chính là thần lôi đỉnh chủ ý, hừ, đợi lần này tiểu tử kia chết rồi. Nhìn bọn họ có ý đồ gì đi. Danh gia ông lão cười gần, ánh mắt âm thầm một vệt nóng rực không để lại vết tích xẹt qua. Tiểu tử kia trên người nhưng là có một vị thần lôi đỉnh, tụ hội cửu đỉnh đến thời điểm có thể không phải bình thường danh gia bản vô ý nhúng tay long tộc túng hoành ra pháp gia cùng cái kia hoang quốc ân oán mừng dỡ ngư ông đắc lợi nhưng lần này không giống nhau đỗ thiếu phủ tiểu tử kia giết danh gia trẻ tuổi tinh nhuệ cùng cái kia phương kỹ gia dư nghiệt liên lụy rất sâu danh gia không thể không nhúng tay nhưng nếu là bởi vậy có thể có cơ hội lấy được một vị thần lôi đỉnh đôi kia danh gia nhưng là quan hệ to lớn Nghĩ đi nghĩ lại, danh già ông lão trên khuôn mặt không nhịn được có chút trở nên hưng phấn. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, nơi đây phụ cận chính là đi tới Vĩnh Hằng chi mộ tất kinh con. Đường, không khỏi vạn nhất, chúng ta ôm cây đợi thỏ, tới một người giết một người. Giác Long mở miệng, sát ý tự trong hai con ngươi không hề che giấu lan tràn ra. Hoàng Trư xế chiều khuôn mặt về thần thái, ánh mắt hơi nổi lên một chút gợn sóng âm thầm thở dài như vậy một cái lẽ ra nên vì là pháp gia kiến công lập nghiệp hậu bối lần này sợ là cũng chạy trời không khỏi nắng to lớn hẻm núi xương trắng nằm dày đặc che đậy hư không có chớp giật qua lại khi thì hội tụ thành lôi đình ở dày đặc xương trắng bên trong qua lại sau đó quỷ dị biến mất không còn tăm hơi hẻm núi trên có không ít bóng người đứng thẳng trước tiên ba cái nữ tử nhất là khiến người ta trở nên động dung một nữ thân mang trang phục đem nhỏ dài đùi đẹp, khẩn kiều mỹ mông. Không đủ một nắm eo nhỏ nhắn phát họa ra hoàn mỹ mê hoặc độ cong. Như ma quỷ làm tức giận tư thái cùng tuyệt mỹ dung nhan tập quay về cảm động hồn phách. Trang phục nữ từ bên người còn có một nữ, bất kể là khí chất vẫn là dung nhan. Đều sẽ không ở người trước bên dưới bao nhiêu, hai con mắt tự nổi lên khói sóng mấy phần quần dài phác họa ra uyển chuyển đường vòng cung, khí chất thanh lệ mang theo quyến rũ. Người thứ ba nữ tử tuổi không lớn lắm, yểu điệu mềm mại, dáng ngọc yêu kiều. Tiệt sắc khuynh thành, đủ để kinh diễm thế nhân. Mà này ba nữ không phải người khác. Cái thứ nhất chính là đỗ thiếu phủ vẫn lo lắng Âu Dương Sàng. Bên người là Diệp Tử Câm cùng đái tinh ngữ. Ba nữ phía sau, còn có mấy cái đỗ ra con cháu, trong đó đỗ quý. Đỗ trùng đợi mấy cái bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, còn có quỷ sa, cuồng hùng vương. Ngân dực ma điêu đợi không ít người. Nơi đây không giống bình thường, các ngươi chớ tới gần, ta đi một chút sẽ trở lại. Âm thanh truyền đến, phía trước hẻm núi hư không, dày đặc xương trắng bên trên. Ở cái kia hồ quang qua lại bên trong, còn có một đạo thẳng tắp bóng người trôi nổi. Đó là một cái anh tuấn trung niên, như thế một thanh trường thương đứng lặng ở trên hư không? tóc đen áo choàng hai con ngươi thâm thúy bên trong mang theo một loại sắc bén đình hiên thúc ngươi cẩn thận một ít diệp tử câm đúng là trung niên kia mở miệng khuôn mặt vi ngưng này thiên ma chiến trường bên trong đâu đâu cũng có nguy cơ vì đó lo lắng được trung niên gật đầu không phải đỗ đình hiên vẫn có thể có ai theo rất tiếng sợi tóc phun trào trên người trong lúc mơ hồ phát sinh long xà cùng vang lên tiếng thả người lực tiến vào cái kia dày đặc bạch trong xương xì 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 đột ngột bạch trong xương chớp giật qua lại ánh chớp phun bạc toàn bộ hẻm núi bên trên hư không có lít nhà lít nhít chớp giật tự hư không hiện lên hừng hực đan dệt toàn bộ hẻm núi như là đột nhiên biến hóa đáng sợ khí tức bạo động năng lượng đất trời điên cuồng khuấy động sấm vang chớp giật Âu Dương Sảng, Diệp Tử Câm, Đái Tinh Ngữ, Ngân Dực Ma Điêu đợi sắc mặt đại biến, chào mày. Quả nhiên quỷ dị, Đỗ Đình Hiên hai con mắt phẩy một cái, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trên người ánh chấp bạo phát. Một cái lôi điện khải giáp bao trùm quanh thân, mang theo tiếng nổ vang rền truyền ra. Bao trùm lôi điện khải giáp, Đỗ Đình Hiên không sợ hư không trên những lôi đó đình. Thậm chí ở nuốt chửng những kia qua lại bạo động sấm sét Mở cho ta quát to một tiếng đỗ đình hiên vung tay run lên một luồng năng lượng bao phủ mà ra đột nhiên đem hư không dày đặc xương trắng xua tan ầm một tiếng chiến hưởng uyển như sấm nổ bên trong hạp cốc theo xương trắng xua tan nhất thời năng lượng bạo động một luồng hừng hực cực kỳ sấm sét phù văn mãnh liệt lan tràn ra phát sinh hào quang lóa mắt như là một mảng nhỏ lôi đình hồ nước khuấy động sau đó ngay khi đỗ đình hiên kinh ngạc trong ánh mắt Nhìn thấy cái kia ống ánh hừng hực lôi đình bên trong hồ nước trung tâm có một cái thực vật cám. Dễ, hiện ra màu tím, gợn sóng hồ quang, tổng cộng có thất diệp. Thất diệp tôn lên một đóa ống ánh long lanh hoa sen nở rộ. Như thế cõi đời này hoàn mỹ nhất màu tím linh ngọc điêu khắc, xa hoa, tự nhiên mà thành. Chỉ là hoa sen kia bên trên lan tràn ra màu tím hồ quang. Nhưng là đủ khiến người nguyên thần chiến tốt cửu chuyển thần lôi liên, không, còn chỉ là bảy chuyển, thất chuyển thần lôi liên. Đỗ Đình Hiên khiếp sợ, hắn được sư phụ thần lôi thiên thánh truyền thừa. Cũng được thần lôi thiên thánh hai bảo, đệ tam bảo cửu chuyển thần lôi liên. Vẫn ở nhi tử đỗ thiếu phủ trên tay. Mà giờ khác này trước mắt vậy thì là một đóa thế gian khó gặp cửu chuyển thần lôi liên. Tuy rằng còn chỉ là cũng bảy chuyển mức độ, giá trị đã không thể đo đếm. Cũng sớm muộn có thể hóa thành cửu truyền thất chuyển thần lôi liên trên hồ quang gợn sóng như cánh hoa nở rộ ở nuốt chửng bốn phía năng lượng đất trời hồ quang đùng đùng vang vọng cuối cùng bùng nổ ra vô tận lôi đình chi lực hóa thành một con lôi điện dị thú trực tiếp đánh về phía đỗ đình hiên mà đi hóa ra là này dị bảo không uổng chuyến này đỗ đình hiên ra tay giấu tay ngưng tụ tỏa ra ánh chớp trực tiếp một quyền đánh tới ầm ầm lôi đình nổ vang, đỗ đình hiên một quyền ẩn chứa hình sát khí, như là lôi điện trí tôn. Đem cái kia lôi điện dị thú trực tiếp nổ nát. Xì xì xì, thất chuyển thần lôi liên xoay tròn, khuấy động sấm sét hồ nước, lôi đình nổi lên cự lãng. Uyển như lôi đình biển gầm chập trùng. Lấy bài sơn đảo hải tư thế lần thứ hai bao phủ hướng về phía đỗ đình hiên. Cái kia một đóa hoa là dị bảo, rất đáng sợ. Chủ vực cảnh tu vi giả sợ là gặp phải cũng mất mạng được đái tinh ngữ mở miệng rất xa nhìn cái kia một đóa sấm sét đóa hoa. Tuy rằng không biết đó là cái gì dị bảo, nhưng có thể khẳng định. Tuyệt đối là giá trị không cách nào đánh giá, đối với tu luyện sấm sét người tu hành tới nói. Càng là to lớn cơ duyên. Chỉ là cái kia dị bảo rất mạnh, ẩn chứa sấm sét chủ vực cảnh tu vi giả gặp gỡ. Cũng không cấp độ kia thực lực được. ầm ầm đáng sợ sấm sét cự lãng bao phủ tới, đỗ đình hiên trong tròng mắt, một luồng màu tím hồ quang nhất thời lướt ra khỏi. Trên người lôi điện khải giáp trên lôi đình đột nhiên tỏa ra, lôi đình võ mạch bao trùm. Hình sát khí khuấy động hư không? Lan tăn lôi điện bao phủ, đỗ đình hiên nhắm mắt làm ngơ. Ở cái kia sấm sét đại dương chập trùng bên trong ngang qua mà ra. Trực tiếp xuất hiện ở thất chuyển thần lôi liên trước. Thất chuyển thần lôi liên có linh, tựa hồ là cảm giác được cái gì, sấm sét gợn sóng bên trong. Hư không vỡ tan, định muốn xé rách hư không mà chạy. Trốn không thoát, phòng ấn. Đỗ Đình Hiên gầm thét, giấu tay ngưng tụ bên trong, lôi đình võ mạch bạo phát. Sấm sét màu tím bùa chú bí văn nằm dày đặc tứ phương hư không, hình sát khí lan tràn. Không mang theo túc sát, nhưng cũng trương tạo hóa oai nghi, hiện ra thiên địa tới chính khí. Ầm ầm ầm, tử sắc lôi điện cuồn cuộn thương khung, hình phạt muôn dân. Đem thất chuyển thần lôi liên bao phủ, chương 2023-2029, nửa đường sát cục. Hình sát chi khí, chính khí uy nghi phía dưới, thất chuyển thần lôi liên đình chỉ dãy dụa. Cuối cùng bị đỗ đình hiên phong ấn. Bốn phía lôi điện bắt đầu theo tiêu tán, tán loạn ở tại hư không bốn phía. Đỗ đình hiên đem thất chuyển thần lôi liên thu trong tay. Mặt mũi anh lãng bên trên cũng khó lộ ra mấy phần tiếu dung, lôi điện áo giáp thu liễm rơi vào hẻm núi bên trên chúc mừng đình hiên thúc âu dương sảng diệp tử câm đỗ trùng đỗ quý mấy người vì đó cao hứng nhìn đỗ đình hiên trên mặt cái kia nét cười của khó được cũng biết hắn chiếm được một kiện không tầm thường dị bảo tiến về vĩnh hằng chi mộ đi nơi đó hẳn là sẽ hội tụ rất nhiều cường giả nghe đồn đã có bán thánh tầng thứ cường giả tiến vào tất cả mọi người chú ý an toàn Đỗ Đình Hiên có chút ngửa mặt, hai con ngươi vừa buồn vừa vui. Đối với bên người Âu Dương Sảng mấy người nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu tử kia chắc cũng sẽ đuổi tới vĩnh hằng chi mộ, lớn như vậy trang diện. Hắn hẳn là sẽ không bỏ lỡ. Bình tĩnh hư không, sắc trời ám trầm, có nhiều đám mây đen bất quy tắc dài ở giữa không trung. Siêu siêu, bình tĩnh trên hư không, có âm thanh xé gió triệt mà đến mấy đạo thân ảnh xẹt qua giữa không trung tốc độ cực nhanh. Hai cái lách mình đã đến gần không? Hết thảy hơn 20 đạo thân ảnh. Đi đầu một cái khuôn mặt lập thể như đao khắc vậy tuấn Mỹ kim y nam tử. Hai con ngươi màu vàng óng sáng chói, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Thân hình gầy gò mà thẳng tắp tự dưng ở giữa tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương. Giả, dạ, không phải đỗ tiểu yêu còn có thể có ai chúng ta tin tức về đạt được không có sai đi. Mị Linh mở miệng, cái kiêu uyển chuyển thân thể bay lượn hư không? Đỏ tươi váy lụa êm tai bay lên, đen nhánh xinh đẹp tóc dài bên trên. Mấy cây đỏ tươi dây cột tóc uyển chuyển nhảy múa, dáng người vẻ, mị thái mọc lan tràn. Động lòng người hồn phách. Có không ít người đều ở nhìn phía trước mà đến, chúng ta tin tức về đạt được sẽ không có sai. Cái kia vĩnh hằng chi mộ hẳn là ngay tại phía trước. Đỗ tiểu yêu mở miệng, da thịt trong suốt, có chút tản ra nhàn nhạt kim sắc oánh quang. Không biết hội trưởng đã tới chưa? Theo đỗ tiểu yêu thoại âm rơi xuống, mị linh bên người, có một cái trung niên mở miệng. Đầy đường sợi tóc tựa như hắc sắc mãng xà nhỏ, hai con ngươi huyết hồng khiếp người. Trên người có một cỗ hùng hồn khí tức âm hàn ba động, chính là huyết đằng sát. Huyết đằng sát sau lưng, giờ phút này còn có hoang quốc cùng thiên vũ học viện hơn 10 người. Tu vi không tầm thường, nhưng là không phải quá mạnh, cũng không phải là tướng quân. Cốc tâm nhan, quách thiểu phong, quỷ em bé đám người. Vĩnh hằng chi mộ nếu là như theo như đồn đại đồng dạng. Là thiên ma chiến trường bên trong trọng địa. Ta nghĩ tên kia lúc này khẳng định chỉ ít đã ở nửa đường. Đỗ tiểu yêu thoại âm rơi xuống, sau đó lại đối sau lưng chúng nhân nói, đều cẩn thận một chút phía trước có lẽ sẽ gặp gỡ thế lực khắp nơi, hoàng quốc cừu gia cũng không ít. Đến lúc đó một khi gặp gỡ hiểm cảnh, chính các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao cũng không giúp được một tay. Đúng, sau lưng hoang quốc đệ tử cùng thiên vũ học viện đệ tử cung kính gật đầu. Ai cũng biết trước mắt vị kia thế nhưng là giống như đại bằng hoàng biến thái chi chủ. Dọc theo con đường này nếu không phải là hắn bảo hộ, bọn hắn sợ là đã sớm gặp nạn sơn hà tương liên, dãy núi đứng vững. Phần Phật, trên bầu trời đột nhiên nổi lên không ít không gian ba động. Có nóng bỏng khí lãng cuồn cuộn mà đến, không ít thân ảnh từ hư không bay lượn mà tới. Ngao ô, có lão nhân cường giả cưỡi yêu thú tọa kỵ, còn có không ít thân ảnh ở phía sau không bay lượn. Tản ra khí tức cường đại, để quanh không trung sinh linh nhao nhao lui ra phía sau. Không dám tới gần mà ở đi đầu là bốn cái liệt diễm hỏa loan lôi kéo một cỗ khắc họa phù lục bí văn cổ lão liễn. Xa, trên người bao vây lấy quần cuộn hỏa diễm. Những nơi đi qua không gian lan tràn sương mù màu trắng, nóng bỏng quét sạch đại địa. Là phượng hoàng nhất tộc người. Còn có âm dương ra người. Kỳ quái, phượng hoàng nhất tộc người làm sao sẽ cùng âm dương ra người đi cùng nhau. Xem ra truyền ngôn không sai, các đại thế lực đều ở tiến về cái kia vĩnh hằng chi mộ chúng ta mau cùng bên trên có thể không nên bỏ qua rất xa nhìn qua nhóm người kia cuồn cuộn qua nơi xa sinh linh kinh ngạc âm thầm nghị luận đinh đang đinh đang phượng liễn phi nhanh liệt diễm ba động màn hơn bảy trang sức màu thành phẩm đinh đang thanh thúy rung động nhìn như không lớn cổ lão liễn xa nội bộ không gian lại là cực lớn giờ phút này ngồi ngay thẳng mấy đạo thân ảnh ngoại trừ một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài cùng một cái ba bốn tuổi tiểu nữ đồng bên ngoài. Còn có bốn cái tiệt sắc nữ tử cùng hai cái thần võ thanh niên. Mà mấy người cũng tự nhiên chính là Phượng Hoàng Nhất Tộc Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ. Phượng Sồ, Phượng Hàn còn có thất dạ hy cùng tiểu tinh tinh. Những ma hoàng đó nguyên thần đã lần lượt thoát khốn, không biết hiện tại tại cha ở nơi nào. Nhất định phải tiến vào vĩnh hằng chi tháp bên trong, ở bên trong là cơ hội cuối cùng tiểu tinh tinh mở miệng non nớt gương mặt bên trên có cùng tuổi tác của nó cực kỳ không tương xứng ông cụ non vĩnh hằng chi tháp đã truyền ra lấy tính cách của hắn nhất định sẽ đi trước tử huyên mở miệng âm như âm thanh thiên nhiên thật là cao hứng rốt cục có thể gặp được cha ta tiểu nữ đồng rất hưng phấn trên mặt nhộn nhạo mỉm cười chỉ mong hắn sẽ không bị giật mình mới tốt thất dạ hy mỉm cười vuốt ve tiểu nữ đồng mái tóc liễn xa bên trong đám người hiểu ý cười một tiếng tên kia còn chưa từng tại thành hôn nhưng là bây giờ nữ nhi đều hai cái cũng đều là nhân vật khủng bố nghe nói đỗ đình hiên đỗ tiểu yêu còn có đỗ ra mấy cái đệ tử đều là thiên phú cực cao dạng này toàn ra ai dám trêu chọc a à? hư vô không gian bốn phía có không gian gợn sóng hỗn loạn hình thành phong bạo bình thường sinh linh nếu là tiến vào bên trong đủ để bị xé rách thành mảnh vỡ nơi này là không gian hư vô bên trong. Vực cảnh cường giả trở lên tu vi người xé rách không gian mà đi. Chính là muốn xuyên qua bực này hư không? Những thứ này không gian phong bạo mặc dù lợi hại nhưng đối với vực cảnh cường giả mà nói. Cũng không có quá lớn uy hiếp. Yên tĩnh không gian hư vô bên trong, chỉ có không gian loạn lưu gào thét. Chín bóng người ngồi xếp bằng, có nam có nữ, mấy người già nua. Khí tức trên thân ẩn nấp đến không có chút nào tiết ra ngoài mà chín người, chính là Pháp gia Hoàng Chư, Long tộc Giác Long, cùng tung hoành ra, danh ra. Mà thứ tộc thiên xà tộc, xích hỏa yêu sư trong tộc bán thánh cường giả. Còn có thiên hạt địa chu hai người. Chín cái cường giả, ở đây ẩn nấp, tựa hồ đã có một đoạn thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, ngồi xếp bằng ở bên trong không gian hư vô hoàng chư đột nhiên mở. Hai mắt ra, tới đồng thời, bên người tám người hai con người cũng cơ hồ trong cùng một lúc mở. Ra! khí tức rất quen thuộc hẳn là hoang quốc một con kia xích khào mã hầu hoàng chư mở miệng nói khạc khạc không nghĩ tới đầu tiên tới chính là cái kia xích khào mã hầu vậy trước tiên thu lợi tức đi tới một cái giết một cái giác long cười lạnh trong mắt sát ý tuôn ra sơn mạch bao la che trời đại thụ cao chừng trăm trượng trở lên che trời mở rộng bao trùm sơn mạch lan tràn đến cuối tầm mắt chương 2024, 2030, 9 cái bán thánh. Siêu siêu, hư không mịt mờ, có hơn 20 đạo thân ảnh phá không mà đi. Thân ảnh tại hư không nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cái này hơn 20 đạo thân ảnh, cũng chính là đỗ tiểu yêu, mị linh. Huyết đằng sát đám người. Chậm, bỗng dưng, đỗ tiểu yêu thân ảnh đình trệ ở giữa không trung, phất tay mà đứng. Để sau lưng đám người ngừng bước thế nào? Sau lưng đám người xinh xinh ngừng bước có người nhỏ giọng thầm thì. Đều là sắc mặt hồ nghi nhìn hướng về phía bốn phía, lại là không thu hoạch được gì. Không có một ai, cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. Chỉ có mị linh cùng huyết đằng sát sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn nàng nhóm hai người rõ ràng nhất đỗ tiểu yêu thủ đoạn. Làm gì trốn trốn tránh tránh, bọn chuột nhất hành vi. Mắt thấy phía trước hư không, đỗ tiểu yêu cái kia như đau khắc vậy khuôn mặt của Tuấn Mỹ khẽ. Nâng lên, hai con ngươi màu vàng óng bên trong có quang mang ba động. Theo tiếng nói truyền ra đồng thời, đỗ tiểu yêu sợi tóc run lên. Gầy gò thân thể của thằng tắp bên trong tự dưng ở giữa tản mát ra một cỗ đáng sợ bá đạo chi. Khí thủ ấn ngưng kết một vệt kim quang bao khỏa quyền ấn trực tiếp đối phía trước hư không? Bạo anh ra, chỉ là ôm cây đợi thỏ vậy mà tới vậy liền đi chết đi sát ý thanh âm từ hư không truyền ra một cỗ rất ngắn cường hãn năng lượng tấm lụa cũng cùng lúc từ hư không đấu bắn ra trực tiếp đụng vào đỗ tiểu yêu quyền ấn bên trên ầm cả hai đụng nhau hư không vì đó rung động vang ù ù năng lượng âm bạo thanh nổ tung năng lượng cuồng bạo phong bạo quét sạch ra để sau lưng mị linh đỏ tươi váy lụa bay lên dây có tóc nhảy múa, dáng người lảo đảo hướng về sau đẩy lui mấy bước. Nhưng này động lòng người dáng người xẹt qua hư không y nguyên mị thái mọc lan tràn. Huyết đằng sát đẩy lui, thân bất do kỷ. Cái kia năng lượng cuồng bạo dư ba để hắn khó mà chạm đến, vì đó thình lình biến sắc. Hai con người phun lên huyết hồng. Một cỗ hùng hồn khí tức âm hàn lập tức từ trong cơ thể nộ ba động lan tràn ra. Mị Linh cùng huyết đằng sát dù là như thế, cái khác đệ tử càng là trực tiếp đánh bay. Vô cùng chật vật, phốc phốc, có người thổ huyết kém chút từ giữa không trung rơi xuống, loại này dư ba. Căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chạm đến. Đạp đạp, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh cũng hướng về sau lảo đảo lui về phía sau một bước. Sáng chói hai con ngươi màu vàng ống bên trong vì đó trầm xuống, nói, "Long tộc." A à, trong hư không có người truyền ra kinh dị thanh âm. Cái này Xích Hào Mã Hầu thực lực không tầm thường. Đã ở cùng lúc có âm thanh từ hư không bên trong truyền ra, lập tức hư không dập dờn. Giống như là có khe hở ở bên trên thiên vũ bị xé nứt mở đi ra. Chín bóng người cũng cơ hồ là cùng lúc vây quanh Đỗ Tiểu Yêu, Mị Linh. Huyết đằng sát đám người lướt nhanh ra. Cái này chín bóng người xuất hiện, chín cỗ ngập trời khí tức cũng lập tức tràn ngập mà ra. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt lập tức nhìn khắp bốn phía. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái kia chín cỗ khí tức giờ phút này không có bao nhiêu che giấu. Đó là chín cái bán thánh tầng thứ cường giả. Làm Đỗ Tiểu Yêu sau cùng ánh mắt rơi vào pháp gia hoàng trên người chứ? Thần sắc thoáng chốc âm trầm xuống, tất cả cũng đại khái đều hiểu rõ ra, trầm giọng nói. Lão gia hỏa, là ngươi. Không sai, là ta. Hoàng chư thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt của xế triều bên trên ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Tiểu Yêu. Ngoại trừ tại Mị Linh cùng trên người huyết đằng sát nhìn thoáng qua bên ngoài, chưa từng nhìn nhiều những người khác một chút. Pháp gia Long tộc còn có tung hoành ra đi. Chín cái bán thánh xem ra cái này đến có chuẩn bị a. À. Đỗ Tiểu Yêu nhàn nhạt cười lạnh, cùng tung hoành ra. Long tộc liên hệ cũng không phải lần một lần hai, nhận ra hắn khí tức. Pháp gia, lòng tộc tung hoành ra mấy người chín cái bán thánh. Đội hình như vậy không thể bảo là không lớn, cái này là tuyệt đối có chuẩn bị mà đến. Chín cái bán thánh, làm như vậy lời nói rơi vào mị linh. Huyết đằng sát cùng sau người một trong tai của mọi người. Chẳng lẽ hít vào khí lạnh, thần hồn nhịn không được run lên. Bất kể như thế nào, Hoàng Quốc nhất định hôi phi yên diệt trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Giác Long cười lạnh, theo dõi Đỗ Tiểu Yêu, vừa mới xuất thủ là hắn. Nhưng là cũng không có chiếm được tiện nghi, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Thực lực không yếu, bất quá chỉ bằng các ngươi chín cái liền muốn động hoang quốc. Sợ là còn còn thiếu rất nhiều đi. Đỗ Tiểu Yêu nói ra, nhìn sắc thần sắc nhẹ nhõm, nhưng trong lòng rất ngưng trọng. Nếu là một mình hắn, chín người này có thể hay không chân chính lưu hắn lại vẫn là không thể. Biết được nhưng là bây giờ còn có không ít người đăng mị linh huyết đằng sát mấy người căn bản không có cùng những thứ này bán thánh chống lại thực lực cái này khiến đỗ tiểu yêu lo lắng thật đúng là coi là một cái nho nhỏ hoang quốc liền có thể ở trên đời này làm càn sao giác long nhìn chằm chằm đỗ tiểu yêu ngữ khí xâm nhiên đỗ tiểu yêu đột nhiên ngẩng đầu quan sát bên cạnh thân hư không trên mặt vô tình hay cố ý nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên Lúc này mới lần thứ hai nhìn hướng về phía Giác Long, thả chậm ngữ tóc, nhàn nhạt nói ra. Long tộc con cọp ta liền lười nhác nhúng tay, tự nhiên có người thu thập ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Giác Long nghe vậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm đỗ tiểu yêu hỏi. Hắn ý tứ chính là đem ngươi giao cho ta thu thập, bây giờ Long tộc. Thật đúng là càng ngày càng không tiến triển A. À. Một đạo non nớt tiếng nói đột nhiên từ bên cạnh không hưởng triệt mà ra cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Hoàng Chữ, Giác Long. Thiên hạt địa chu mấy người ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng về phía lời kia âm truyền tới phương. Hướng, xoẹt, có âm thanh xé gió triệt từ hư không bên trên có kim quang lấp lóe Một đạo thân thể của nhỏ nhắn xinh xắn cũng sau đó xuất hiện trên hư không. Người tới là một cái chừng 10 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, một bộ màu đỏ váy bên trên tinh thần hoa văn lấp lóe xanh đen xanh đen tóc tết tóc đuôi ngựa lắc tại cái đầu nhỏ về sau nhưng này mặt của mũm mĩm hồng hồng trứng bên trên song đồng chỗ sâu lộ ra một loại ánh sáng màu vàng óng đặc biệt là cái kia trong mi tâm một cái dựng đứng phù văn ấn ký để cho khí chất cao quý bên trong tăng thêm mấy phần yêu tà dạng này một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện lại là tự dưng mang theo một loại đáng sợ trí tôn chi khí để giác long thiên hạt địa chu mấy người lập tức ngẩng đầu nhìn lại quan sát tỉ mỉ. Tiểu tinh tinh, khi nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh nho nhỏ, mị linh cùng huyết đằng sát mấy người khuôn mặt của ngưng trọng thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui. Mừng, đây không phải là tiểu tinh tinh còn có thể có ai. Người đến chính là tiểu tinh tinh, làm giác long cùng đỗ tiểu yêu giao thủ một cái chớp mắt. Nàng cảm thấy đỗ tiểu yêu cùng hơi thở của long tộc lập tức chạy đến mắt thấy phía trước chín đạo lơ lửng thân ảnh. Mập khuôn mặt của ục ục thần sắc lập tức âm trầm xuống. Ở đâu ra tiểu oa nhi, không trở về nhà bú sữa mẹ đi, muốn tìm cái chết sao? Mắt thấy tiểu tinh tinh, giác lòng khóe mắt có chút run rẩy dạng này một cái tiểu nữ oa. Thế mà khẩu khí như vậy to lớn, lại là không đem hắn và long tộc để ở trong mắt. Cái này tiểu nữ oa, chính là đầu kia dị dòng. Hoàng chư mắt thấy tiểu Tinh Tinh đối với Giác Long mở miệng. Hắn ban đầu ở pháp gia bên ngoài chỉ thấy qua tiểu Tinh Tinh. Mắt thấy hoàng chư, tiểu Tinh Tinh ánh mắt tuôn ra hàm nghĩa, trầm giọng nói, "Lão già. Lại là các ngươi pháp gia đáng hận. Ha 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 ha, thực sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới lại tới một cái a." À. Ngược lại là bớt đi không ít công phu một. Giác Long lập tức cười ha ha, "Hoang quốc ngoại trừ cái kia Đỗ thiếu phủ bên ngoài tất sát mặt khác ba cái, thế mà lập tức tới hai cái. Vẫn là long tộc vốn là muốn đánh chết cái kia một đầu dị rồng. Cái này khiến hắn làm sao không mừng rỡ. Chương 2025, 2031, chậm thì sinh biến. Lại là các ngươi loại này long tộc tạp long, xem ra ra ngoài thiên ma chiến trường. Đến lúc đó ta đến tự mình đi một chuyến long tộc chỉnh đốn một chút long tộc. Nếu không long tộc liền muốn hủy ở các ngươi loại này trong tay tạp long tiểu tinh tinh nhàn nhạt liếc qua giác long mở miệng một tiếng tạp long không có chút nào đem giác long để ở trong mắt nhìn một đầu tiểu dị long vậy mà cũng là như thế cuồng vọng không đem giác long để ở trong mắt làm cho hoàng chư thiên hạt mấy người cũng âm thầm cực kỳ kinh ngạc cùng động dung liền trước mắt cái này xích khào mã hầu cùng tiểu dị long mà nói hoàng quốc người thật đúng là một cái so với một cái cuồng vọng đối mặt bọn hắn chín người cái này Xích Hào Mã Hầu cùng Tiểu Dị Long lại là không có biểu hiện ra cái gì bối rối cùng. Kiêng kỵ, chỉ là điểm này, bọn hắn các đại gia tuổi trẻ cùng thế hệ. Thật đúng là không người có thể so sánh, cho dù là một chút lão bối cũng vô pháp so sánh. Cái này khiến bọn hắn cũng âm thầm động dung. Giác Long nghiến răng nghiến lợi, coi như thật sự là hắn không phải hồn nhiên chân long hậu rồi. Hắn có thể đủ tu luyện tới giờ này, ngày nay cấp độ đúng là không dễ bình sinh cũng kiêng kỵ nhất có người ở trước mặt hắn nâng lên tạp long hai chữ. Mà bây giờ cái kia một đầu tiểu dị long mở miệng một tiếng tạp long sưng hô hắn. Không đem hắn để ở trong mắt, để hắn lại khó mà chịu đựng, mặt mũi bắt đầu giữ tợn. Khí tức bành trướng, chấn động vặn vẹo hư không, trong mắt sát ý phun trào. Nhìn chằm chằm tiểu tinh tinh, xâm nhiên mà nói, nho nhỏ dị long, muốn chết. Siêu siêu có âm thanh xé gió triệt theo lời nói của giác long rơi xuống tựa hồ là cảm giác được cái gì hắn ánh mắt nhìn hướng về phía vừa mới tiểu tinh tinh tới phương hướng tới đồng thời hoàng chư mấy người cũng đều là đồng thời ngẩng đầu chẳng lẽ long tộc coi là kỳ lân về sau liền có thể ở trên đời này xưng tôn sao tiên âm mịt mờ có hào quang màu tím từ hư không bên trên sáng chói một cỗ chói mắt ánh sáng màu tím lan tràn ra, ngay sau đó một đạo uyển chuyển thân ảnh nổi lên. Da trắng nõn nà, tuyệt mỹ trên gương mặt hai con ngươi như hai vòng màu tím hạo nguyệt. Áo tím vì không, ngọn lửa màu tím ám văn lờ mờ, dáng người bay bổng dụ. Vũ mị và khí chất đều là tập trung vào một thân. Đủ để cho bất kỳ cô gái nào nhìn đến cực kỳ hâm mộ, để thiên hạ tất cả nam tử thất thần nữ tử xuất hiện con mắt màu tím mắt thấy bốn phía có chút nhìn một cái âm thầm mắt chìm cuối cùng nhìn phía giác long giọng dịu dàng âm thanh thiên nhiên nương theo lấy lăng lệ nói tiểu tinh tinh nói rất đúng quả nhiên là một đầu tạp long phượng hoàng nhất tộc tử viêm yêu hoàng giác long cảm giác cô gái áo tím khí tức trên thân ánh mắt kéo ra cũng là âm trầm xâm nhiên nói phượng hoàng nhất tộc hậu bối thật đúng là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng Đáng tiếc còn chưa đủ a à. Còn có chúng ta đâu. Dạng này không ít lời nói vang vọng sau lưng cô gái mặc áo tím này. Số lớn âm thanh xé gió triệt. Có bóng thú tọa kỵ chạy nhanh đến, chỉ là ở nơi này tự dưng không khí ngột ngạt bên trong. Vì đó run rẩy không dám gào thét. Một điều khiển cổ lão liễn xa hoành không? Mấy đạo uyển chuyển thân ảnh và mấy thần võ nam tử vượt ngang hư không mà tới. Rơi vào cô gái áo tím bên người cái kia mấy đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Bất kỳ cái gì một cái cũng sẽ không tại cô gái mặc áo tím này phía dưới bao nhiêu. Đi đầu hai cái thần võ nam tử cũng đều là bất phàm tại thế. Còn có mấy cái mỹ phụ nhân cùng thân ảnh già nua cùng nhau mà rơi. Khí tức trên thân rất là cường đại, ngưng kết hư không? Phượng hoàng nhất tộc âm dương ra. Hoàng trư trong chín người, có người ánh mắt âm thầm biến sắc nhận ra khí tức trên người vừa tới âm dương ra cùng phượng hoàng nhất tộc đến mặc dù không có cùng bọn hắn cùng một tầng thứ tu vi người lại là cũng có chút cảm giác được vướng chân vướng tay giờ phút này tới một đám người cũng chính là tử huyên thất dạ hy hoàng linh nhi hoàng vũ phượng hàn phượng sồ thất gia tuấn còn có âm dương ra cùng phượng hoàng nhất tộc cường già tinh tinh tỉ tỉ lão gia hỏa này là một đầu tạp long sao một cái bốn năm tuổi tiểu nữ đồng đi ra, trong hai tròng mắt hiện ra thanh sắc quang mang. Thanh âm non nớt đang một mặt tò mò đánh giá giác long. Ánh mắt kia giống như là thấy được một loại vật hy hãn đồng dạng. Chỉ là tiểu nữ đồng loại ánh mắt này. Lại là không thể nghi ngờ để giác long cái kia vốn là là xâm nhiên khuôn mặt của âm trầm thần. Sắc khó coi đến rồi một cái cực điểm. Hôm nay tất cả mọi người mở miệng một tiếng tạp long sưng hô hắn giờ phút này ngay cả một cái tiểu nữ đồng cũng như thế không đem hắn để ở trong mắt. Cái này khiến giác long hắn một cái đường đường long tộc bán thánh cường giả như thế nào có thể chịu được được, nhà đầu lui ra phía sau. Tử huyên hàm răng khẽ mở, vô tình hay cố ý đem tiểu nữ đồng cản ở sau lưng, thái độ minh xác Chưa từng lui lại, nhưng trước mắt chín người kia trên người chỗ lan tràn ra khí tức. Lại là để tử huyên trong lòng rất rõ ràng, nếu là một khi động thủ các nàng toàn lực mà làm đều ra sợ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mà ở giờ phút này mắt thấy trước mắt cái kia chín bóng người trên người chỗ lan tràn ra khí tức làm cho hoàng linh nhi thất dạ hy còn có phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương ra bên trong một ít lão nhân cùng cường giả vì đó âm thầm biến sắc vẻ mặt nghiêm túc xoẹt thất dạ hy cùng hoàng linh nhi đầu ngón tay bên trong lặng yên ở giữa có quang mang ba động tựa hồ là có cái gì bị bóp nát việc này cùng phượng hoàng nhất tộc cùng với âm dương ra không quan hệ các ngươi những bọn tiểu bối này nhất định phải nhúng tay sao hoàng chư mở miệng mắt thấy hoàng linh nhi thất dạ hy cùng phượng hoàng nhất tộc âm dương ra bên trong lão nhân cùng cường giả mở miệng những người này thực lực tu vi mặc dù không yếu nhưng không hề nghi ngờ đối bọn hắn chín người còn không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn chỉ là những bọn tiểu bối này sau lưng phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương ra. Lại là để hoàng chư không thể không kiêng kỵ ba phần. Tung hoành gia, danh gia, xích hỏa yêu sư tộc, ma thiếu tộc. Thiên xà tộc riêng phần mình một cái bán thánh tâm tư của cường giả. Cùng hoàng chư cũng là không kém bao nhiêu. Đối với trước mắt những bọn tiểu bối này tự nhiên là không có quá để ở trong lòng. Chân chính để bọn hắn kiêng kỵ là những bọn tiểu bối này sau lưng phượng hoàng nhất tộc cùng âm. Dương gia, đặc biệt là đối với ma thứ tộc thiên xà tộc. Xích hỏa yêu sư tộc còn có thiên hạt địa chu mà nói, bọn hắn đến mức này, có long tộc. Tung hoành gia, pháp gia, còn nổi danh gia tại, bốc lên đắc tội kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Không thể không liên thủ đem hoang quốc ách giết từ trong trứng nước. Nhưng là cũng không nguyện ý lại đắc tội phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương gia. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Hoang Quốc cộng đồng tiến thối. Nếu là chư vị hôm nay muốn động Hoang Quốc, vậy ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng liền không cách nào không quan tâm. Đây là Hoàng Linh Nhi thái độ, hồng sắc hoa văn váy xếp nếp dưới, váy chỉ che khuất đầu gối. Trước người thiển lộ một vòng xốp giòn trắng, phác họa uyển chuyển dáng người đường cong. Khí chất không nhiễm trần thế, linh hoạt kỳ ảo nhẹ giật nàng. Cũng đủ để đại biểu cho toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc thái độ âm dương ra cùng hoang quốc cộng đồng tiến thối. Thất dạ hy mở miệng, cái này cũng đã sớm là âm dương ra thái độ. Nghe thất dạ hy cùng Hoàng Linh Nhi lời nói, cứ việc như tâm bên trong sở liệu đồng dạng. Hoàng chư cái kia khuôn mặt của xế chiều bên trên. Ánh mắt bình tĩnh vẫn là nổi lên một vòng không lưu dấu vết không vui cùng âm trầm. Phượng Hoàng nhất tộc cùng âm dương ra muốn nhúng tay, đây không phải hắn muốn kết quả chậm thì sinh biến, sợ là phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương gia đã thông chi người phía sau. Nhất định phải nhanh giải quyết cái kia xích hào mã hầu cùng dị long. Tung hoành ra cái kia tóc bạc phụ nhân truyền âm đến rồi hoàng chư đám người trong tai. Nàng thế nhưng là rõ ràng phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương gia cũng có được bán thánh tu vi. Người đến rồi thiên ma chiến trường bên trong, nếu là một khi cũng đã tìm đến nơi đây đến lúc đó muốn nữa đối giao vào xích hào mã hầu cùng dị long. Không thể nghi ngờ cũng có chút khó liệu, nhất định phải nhanh giải quyết. Trường 2026-2032, Viện Binh. Âm dương ra cùng phượng hoàng nhất tộc người không giết liền tốt. Trước chém giết cái kia xích hào mã hầu cùng dị long. Danh gia lão giả kia truyền âm, chỉ cần không có giết phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương gia người, vậy coi như đến lúc đó cái này Phượng Hoàng nhất tộc cùng Âm Dương ra cái này bán thánh. Tu vi người đến rồi, cũng không còn biện pháp nói thêm cái gì. Được, đám người gật đầu, trong chốc lát chín cỗ khí tức đồng thời phun trào, hư không rung động. Chín cỗ khí tức đáng sợ cùng nhau ngút trời mà hắn, ngừng kết hư không. Vẻn vẹn vẹn chín cỗ khí tức mà thôi. Liền đã để ở trận thực lực không đủ tu vi người kém chút thân thể sụi lơ kém chút từ trên hư không rơi xuống. Phải biết, đây chính là chín cái hàng thật giá thật bán thánh tu vi người. Kết thù không xa tình địch thuật chiến lạnh ta phong khoa. Đường đại, mặc dù thánh cảnh mới là kim tự tháp bên trên cao cấp nhất tồn tại. Nhưng bán thánh tu vi người tuyệt đối cũng là trong thiên địa này đỉnh phong tồn tại một trong. Tôn không khoa thù khốc tôn xem xét từ lãnh khốc địa độc. Các ngươi cẩn thận, làm cái kia chín cỗ khí tức phóng lên tận trời đỗ tiểu yêu đối với sau lưng mị linh đám người nói trong mắt kim quang phun trào ngập trời năng lượng như là hỗn độn sơ khai như gió bão trong nháy mắt bộc phát ầm um, cơ hồ là cùng một thời gian từ tiểu tinh tinh cái kia thân thể của nhỏ nhắn xinh xắn bên trong một cỗ vô cùng vô tận vậy năng lượng nương theo lấy một cỗ trí tôn uy áp cũng cực kỳ không cân đối quét sạch ra kỳ lạ kim sắc hỏa diễm từ hư không thẩm thấu ra nóng bỏng đến để hư không đốt cháy ra xương trắng chân không, cái kia hơi thở nóng bỏng. Để sinh linh rất xa cũng cảm giác được thần hồn run rẩy Âm, 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 tử huyên, hoàng linh nhi, thất dạ hy, phượng Hàn, phượng sô. Hoàng vũ mấy người cũng trong cùng một lúc khí tức bành trướng phun cháo. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể toàn lực chống cự. Ai dám động đến ta phượng hoàng nhất tộc? Ai dám động đến ta âm dương gia đệ tử? ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dạng này hai âm thanh vang vọng ở tại hư không lập tức có hai bóng người từ hư không bên trong hiển hiện dáng lâm sau đó lấy một loại tốc độ như tia chớp ven đường mang theo vết nứt không gian đen nhánh ba động trong nháy mắt xuất hiện ở hoàng linh nhi thất dạ hy ngang trước giác long hoàng trư xà Mặc, hỏa sư cưu ưng thiên hạt địa chu nguyên lai là các ngươi a Muốn động ta phượng hoàng nhất tộc, lá gan thật đúng là không nhỏ a. À. Một cái áo đỏ lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm giác long, hoàng chư cùng cái kia thiên xà tộc. Xích hỏa yêu sư tộc, ma thứ tộc bên trong bán thánh tu vi cái này mở miệng. Thấy không rõ lắm bao lớn niên kỷ, một đầu tóc đỏ như lửa, cực kỳ đáng chú ý. Thanh âm cực kỳ ẩm ướt câm, tiếng nói truyền ra ở giữa. Nương theo lấy một cỗ đáng sợ hơi thở nóng bỏng lặng yên tràn ngập hư không. Phượng phần khung, khi nhìn thấy cái này áo đỏ tóc đỏ lão giả, làm cho sinh linh tự dưng tim đập nhanh, xà mặc. Hỏa sư, cưu ưng, thiên hạt, địa chu đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều biết cái kia một lão già, đó là Phượng Phần Khung. Phượng Hoàng nhất tộc một cái nhân vật đáng sợ, cùng bọn hắn là cùng nổi danh tồn tại. Nhưng hung danh truyền xa, thực lực đáng sợ. Áo đỏ tóc đỏ lão già bên người, một cái nhìn như ước chừng tuổi trên 50 lão già quanh thân tinh huy như thiên hà tinh thần trị lạc. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được trên gương mặt hai con ngươi tựa như hai cái sáng nhất tinh. Thần, thâm thúy lăng lệ, mắt thấy cái kia tung hoành ra tóc bạc lão phụ nhân cùng danh gia lão. Giả, nói, công tôn ngọc oánh, công tôn tề xương. Các ngươi tung hoành ra cùng danh ra đây là muốn cùng ta âm dương ra chính thức khai chiến. Sao? Thất tinh thần. Làm nhìn qua dạng này một lão già tung hoành ra cái kia tóc bạc phụ nhân cùng danh gia lão giả sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Hoàng Chư, Giác Long, Công Tôn Ngọc Oánh, Công Tôn Kỳ Sương. Hỏa sư mấy người liền chín người khí tức trùng thiên ba động. Nhưng giờ phút này lại là âm thầm ánh mắt co rúm. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Không nghĩ tới phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương ra ở bên trong thiên ma chiến trường cái. Này hai cái lão ra hỏa lại là tới nhanh như vậy gặp qua đốt khung lão tổ gặp qua tinh thần lão giả khi này hai cái lão giả xuất hiện ở trước người sắc mặt ngưng trọng hoàng linh nhi phượng hàn thất dạ hi mấy người một đám âm dương ra cùng phượng hoàng nhất tộc cường giả cùng đệ tử lập tức lộ ra nét mừng kích động hành lễ các ngươi lui ra phía sau phượng phần khung cùng thất tinh thần cơ hồ là có ma khí vậy phất tay tay áo dài đối sau lưng hoàng linh nhi thất dạ hi đám người quét qua trên người hai người khí tức đã sớm trong lúc vô hình bóp méo hư không để hoàng linh nhi thất dạ hy đám người lui ra phía sau phượng phần khung cùng trong lòng thất tinh thần rất rõ ràng bán thánh tầng thư quyết đấu còn không phải hoàng linh nhi đám người có thể nhúng tay bán thánh hậu bối cũng không chịu nổi bất kỳ hao tổn hừ mấy cái lão già mà thôi có thể làm khó dễ được ta cơ hồ là cùng một thời gian từ tiểu tinh tinh cái kia thân thể của nhỏ nhắn sinh xắn bên trong một cỗ vô cùng vô tận vậy năng lượng nương theo lấy một cỗ trí tôn uy áp cũng cực kỳ không cân đối quét sạch ra kỳ lạ kim sắc hỏa diễm từ hư không thẩm thấu ra nóng bỏng đến để hư không đốt cháy ra xương trắng chân không cái kia hơi thở nóng bỏng để sinh linh rất xa cũng cảm giác được thần hồn run rẩy tiểu tinh tinh lời nói của non nớt trầm giọng nhưng không có phượng phần khung mặt mũi của bất luận cái gì nhưng theo phượng phần khung cùng thất tinh thần đến nguyên bản hai con người chỗ sâu bên trong ánh mắt của ngưng trọng tùng thì không ít tiểu tinh tinh cũng không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau cùng phượng phần khung cùng nhau mà đứng đơn đả độc đấu cũng sẽ không kiêng kỵ cái kia chín cái bán thánh tu vi người bên trong bất kỳ một cái nào đối mặt với cùng nhau mà đứng tiểu tinh tinh Phượng Phần khung trên mặt mo kia thần sắc cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Không có cảm giác được bất kỳ chỗ không ổn, thậm chí là cưỡng ép nặn ra mấy sợi ý cười. Phượng Phần không thế nhưng là biết thân phận của tiểu gia hỏa này cùng biến thái. Tại toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, không có để hắn hành lễ đã đủ cho hắn mặt mũi. Chúng ta phải đối phó là hoang quốc người, cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng âm dương gia không có có bất kỳ quan hệ gì cần gì phải lội vũng nước đục này. Mắt thấy phượng phần khung cùng thất tinh thần, giác long sắc mặt âm thầm co rúm. Trầm giọng nói, dù là các ngươi nhúng tay, sợ là cũng vô dụng. Nếu là chân chính muốn khai chiến, sợ là phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương ra hậu bối nhưng là muốn bị liên lụy. Lời nói của giác long bên trong, uy hiếp một trong không cần nói cũng biết. Bọn hắn có 9 người, mà giờ khác này phượng phần khung cùng thất tinh thần chỉ có hai người căn bản là không có cách ngăn cản cái gì mà nếu là phượng phần không cùng thất tinh thần một khi thật muốn tương trợ hoang quốc đó không thể nghi ngờ là tương đương không nể mặt mũi đến lúc đó bọn hắn nếu là đối với phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương ra những bất phàm đó hậu bối xuất thủ phượng phần không cùng thất tinh thần thế nhưng là cũng bảo hộ không được tất cả mọi người làm gì vì một cái hoang quốc mà bồi lên bản thân hậu nhân giác long uy hiếp phượng phần khung cùng thất tinh thần chỗ nào nghe không hiểu nhưng thật đúng là có chút cố kỵ các ngươi chín người cái này cao tuổi rồi tu hành nhiều năm như vậy giờ phút này lại là muốn liên thủ đối mấy tiểu bối xuất thủ còn đường hoang thật đúng là đủ không biết xấu hổ long tộc pháp gia danh gia tung hoành ra mấy người tiền bối nếu là còn sống trên đời sợ là cũng sẽ lại không nhan gặp người Phượng Phần khung sắc mặt âm thầm trầm xuống, quan sát bên người Tiểu Tinh Tinh. Sau đó ánh mắt từ giác long, hoàng chư mấy người chín người trên người từng cái đảo qua. Nóng bỏng khí tức bén nhọn ba động, nói, "Hoang quốc sự tình. Nếu như các ngươi thật không muốn mặt mo, liền tiểu bối cũng phải xuất thủ, vậy ta thề. Thế tất đem các ngươi trong tộc hậu bối đồ sát sạch sẽ. Tính ta một người, các ngươi nếu không biết xấu hổ, vậy ta từ nay về sau" các ngươi đệ tử trong tộc hậu bối, ta thấy một cái giết một cái. Thất tinh thần ánh mắt không lưu dấu vết từ tiểu tinh tinh cùng trên người đỗ tiểu yêu bôi qua. Giống như ngôi sao hai con ngươi nhìn chằm chằm giác long. Công tôn ngọc oánh đám người có hàn ý không còn che giấu đấu bắn ra. Trường 2027-2033 cường giả xuất hiện nhiều lần. Đối mặt với giác long uy hiếp, phượng phần không cùng thất tinh thần rõ ràng cũng không phải người dễ trêu người dám động tộc ta trong hậu bối vậy ta liền diệt bộ tộc của ngươi bên trong tất cả hậu nhân ai cũng không chiếm được tốt đối mặt với phượng phần khung cùng thất tinh thần kiên quyết giác long hoàng chư xà mặc đám người vô cùng rõ ràng các tộc trong cùng thế hệ giao thủ vô luận chết bao nhiêu người cái kia các tộc cũng chỉ có thể riêng phần mình nhận mệnh nhưng nếu là lấy thân phận của bọn hắn thực sự động phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương ra hậu bối hậu quả kia tuyệt đối cũng không phải là có thể có thể dự khống chế. Đến lúc đó âm dương ra cùng phượng hoàng nhất tộc cường giả đỉnh cao. Điên cuồng đối bọn họ hậu bối đồ sát cũng tuyệt đối không chỉ là miệng nói một chút mà thôi. Hoàng chư, công tôn tề xương, các ngươi ngăn cản phượng phần không cùng thất tinh thần. Những người khác cấp tốc giải quyết cái kia xích khào mã hầu cùng dị long. Giác long truyền âm, hôm nay vô luận như thế nào chặn đánh giết cái này xích khào mã hầu cùng dị long, bọn hắn tề tụ nơi này ôm cây đợi thỏ. Không có khả năng liền khinh địch như vậy bỏ lỡ cơ hội tuyệt cao như thế. Cho dù là giờ phút này tới phượng phần khung cùng thất tinh thần. Cũng ngăn cản không được bọn hắn. Cái này xích hào mã hầu cùng dị long cũng không đơn giản, nhưng bây giờ đây là 9 so 4. Bọn hắn cũng chiếm cứ tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Huống chi phượng phần khung xương cùng thất tinh thần hai người này chỉ là cần bị kéo kéo dài ở mà thôi bọn hắn chân chính muốn đánh chết là xích khảo mã hầu cùng cái kia một đầu dị long đủ để khí tức phun trào chín người ánh mắt biến ảo phân biệt theo dõi phượng phần khung thất tinh thần tiểu tinh tinh đỗ tiểu yêu đám người bọn hắn phải nhanh xuất thủ giải quyết hoang quốc ngoại trừ cái kia đỗ thiếu phủ bên ngoài nhất cần phải giải quyết trong ba người trong đó hai cái cảm giác được hoàng chư, công tôn kỳ xương mấy người người khí tức trên thân ba động. Phượng phần khung cùng thất tinh thần cũng theo đó âm thầm thần sắc trầm xuống. Trên người khí tức cũng trong nháy mắt tuôn ra, có phù văn lóa mắt, khí tức mãnh liệt. Lạng yên ở giữa động lại hư không? Động thủ, làm nếu như vậy âm rơi xuống, giác long đã sớm không cách nào nhẫn nại, long quy tràn ngập. Trong lúc mơ hồ có long khiếu thanh âm gào thét tham dục. Hắn định muốn tự tay giải quyết tiểu tinh tinh, lại có cường giả đến đây. Nhưng đột nhiên, Hoàng Chư biến sắc, cái kia xế chiều già nua khuôn mặt cực kỳ phức tạp. Hắn cảm thấy cường giả đã tới gần, thực lực đối phương rất mạnh. Nếu không tuyệt đối chạy không khỏi sự thăm dò của hắn. Không biết đã đến mới để cho hắn phát giác. Cùng một thời gian, giác lòng mấy người cũng cảm thấy cái kia khí tức cường đại. Vì đó âm thầm biến sắc, ngẩng đầu cảnh giác viễn thị. Um, bầu trời đang rung động có một cỗ hạo chấn động lớn quét sạch chấn động thiên hạ trên mặt đất trong tích tắc trên bầu trời vào phù văn màu vàng phủ kín thiên vũ chiếu rọi tứ phương giống như là có thần linh tại giáng lâm một cỗ bá đạo vô cùng khí tức cũng trong nháy mắt để ở tràng bán thánh cường giả tự dưng run sợ những người khác càng là thần hồn run rẩy ngắn ngủi một cái chớp mắt một đạo tập tễnh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung đây là một cái tóc bạc loang lổ bà lão, thân mang màu vàng kim nhạt tố y. Khuôn mặt của già nua chảy qua tuế nguyệt điêu khắc, hai con ngươi bên trong. Có kim quang nhàn nhạt ba động. Khi này dạng một đạo tập tĩnh thân ảnh xuất hiện. Ở đây đã không ít cường giả trong nháy mắt biến sắc. Mà giờ khắc này, khi nhìn thấy cái kia tập tĩnh bà lão thân ảnh, tiểu tinh tinh. Đỗ tiểu yêu đám người lại là âm thầm có chút ngưng trọng hai con ngươi trong nháy mắt buông lỏng xuống, trên mặt cũng trong nháy mắt xuất hiện ý cười. Kim sí đại bằng điều nhất tộc. Từng ti ánh mắt biến sắc nổi lên ba động. Cái kia một cỗ kim sí đại bằng điều nhất tộc bá đạo khí tức không có ẩn nấp. Mặc cho ai giờ phút này đều có thể cảm giác được. Mà giờ khắc này, đạo này tập tĩnh thân ảnh. Chính là kim sĩ đại bằng điều nhất tộc vị kia lão thái thái, đỗ thiếu phủ ở trong tộc nãi nãi. Thái nãi nãi thanh âm như vậy cũng từ tiểu tinh tinh trong miệng truyền ra đồng thời thân thể nho nhỏ cũng trực tiếp thân mật cao hứng vào tới bên người lúc trước nàng chỉ thấy qua vị này thái nãi nãi nhưng biết vị này thái nãi nãi thực lực xin ra mắt tiền bối đỗ tiểu yêu say người hành lễ xin ra mắt tiền bối tử huyên thất dạ hy hoàng linh nhi mấy người cũng biết thân phận của lão thái thái tiệt mỹ trên mặt lộ ra nét mừng xin ra mắt tiền bối âm dương gia, phượng hoàng nhất tộc bên trong lão nhân cường giả hành lễ, rất là cung kính. Ngay cả thất tinh thần cùng phượng phần khung hai người giờ phút này đều ở hành lễ. Tất cả mọi người miễn lễ đi. Lão thái thái đối với thất tinh thần cùng phượng phần khung nhẹ gật đầu. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mặc dù không có xuất thế. Nhưng cũng không đại biểu tin tức về ngoại giới không biết. Âm dương gia cùng phượng hoàng nhất tộc tựa hồ cùng nàng tôn tử hoang quốc đi rất gần cũng đã được nghe nói cháu mình hồng nhan chi kỷ tựa hồ không ít ánh mắt từ tử huyên thất dạ hi ngang nhìn lên qua không khỏi chăm chú nhìn thêm sau đó lão thái thái vuốt ve bên người tiểu tinh tinh tóc ánh mắt từ hoàng chư giác long công tôn ngọc ánh công tôn kỳ xương bọn người trên thân đảo qua hỏi tiểu tinh tinh có người muốn khi dễ ngươi sao lão thái thái tiến nhập thiên ma chiến trường đã thấy qua đại trưởng lão đám người biết được cái này tình huống bên trong, cũng biết tôn tử tình cảnh. Bởi vậy đang khắp nơi tìm kiếm. Vừa mới cái này một cỗ khí tức cường đại, xen lẫn trong tộc thù cũ long tộc khí tức. Kinh động đến đang khắp nơi tìm kiếm tôn tử lão thái thái, tưởng rằng tôn tử gặp nguy hiểm. Không nghĩ tới lại là tiểu tinh tinh cùng đỗ tiểu yêu chờ ở. Giờ phút này nhìn lấy chàng diện này, lão thái thái liền đã biết chuyện gì xảy ra, long tộc pháp gia, danh gia, tung hoành ra các loại đang ở ra tay với hoang quốc. Thái nãi nãi, những lão già này nếu muốn giết ta. Tiểu Tinh Tinh giờ phút này giống là tìm được chỗ dựa, mang theo ba phần ủy khuất. Nhìn chằm chằm Giác Long, hoàng chư đám người nói với lão thái thái, khóe miệng chớp chớp. Có mang theo vài phần trí tôn ngạo khí, khinh thường hếch lên Giác Long đám người, nói: Bất quá bọn hắn thực lực còn chưa đủ. Tốt vậy quá nãi nãi làm cho ngươi chủ lão thái thái căn bản cũng không có nhiều lời, tất cả như tâm bên trong sở liệu. Long tộc mấy người quả nhiên là đang đối với hoang quốc động thủ. Trên người màu vàng kim nhạt tổ y trong nháy mắt đột nhiên tuôn ra phù văn màu vàng. Toàn bộ bầu trời tứ phương năng lượng thiên địa tại đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt. Dám đối với ta cháu chắc xuất thủ, các người muốn chết sao? Nếu như vậy âm trong nháy mắt bá đạo lăng lệ, từ lão thái thái cái kia thân thể của tập tĩnh bên trong một cỗ vô cùng khí thế bén nhọn đột nhiên quét sạch ra. Cái kia nhìn như già nua vô lực bàn tay phất tay áo hướng phía phía trước vung lên. Óng ánh khắp nơi phù văn màu vàng trói mắt như kim quang thiểm điện. Ngừng tụ thành một cái kim sắc to lớn cánh phủ kín bầu trời quét sạch mà hạ. Vàng này sắc cự xí quét sạch để hư không nổi lên vạn trượng sóng lớn. Mảng lớn hư không khe hở lan tràn ra, che kín thiên vũ, thôn phệ tất cả giác long hoàng chư mấy người lập tức sắc mặt kinh biến cái kia phù văn màu vàng to lớn cánh là hướng về phía bọn hắn chín người đồng thời cuốn tới lão thái thái kia đang đối với bọn hắn chín người đồng thời xuất thủ đây là bực nào bá đạo lăng lệ xuất thủ có tiếng quát truyền ra trong chốc lát cửu đại cường giả đồng loạt ra tay chín đạo năng lượng hóa thành các loại công kích ngưng tụ có kiếm khí ngưng tụ vô cùng kinh khủng cắt nát bầu trời có đau mang chảm toái hư không tràn ngập đáng sợ sát ý có trưởng ấn nương theo ngập trời thần quang để hư không sụp đổ có long hình hư ảnh lướt đi hư không lòng khiếu như sấm động thủ cũng cơ hồ là trong cùng một lúc đỗ tiểu yêu tiểu tinh tinh phượng phần không thất tinh thần bốn người không có chút do dự nào nương theo lấy lão thái thái đồng loạt ra tay thần bí kim sắc hỏa diễm quét sạch ngập trời hỗn độn chi khí như thiên địa sơ khai. Phượng Hoàng chân hỏa phủ kín bầu trời. Có tinh hà rơi xuống. Dạng này uy năng chấn động thiên địa, để toàn bộ bầu trời lay động như càn khôn điên đảo. Tứ phương sinh linh run rẩy thần hồn muốn bị đập vụn. Lấy giác long hoàng chư làm chủ chín đạo công kích. Đụng vào lấy lão thái thái cầm đầu năm đạo công kích phía trên, như vậy uy năng quét sạch. Cả phiến thiên địa trong nháy mắt hư không vỡ nát. Phanh 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 thiên băng địa liệt, mặt đất đá vụn kích xạ, thấy tất cả hóa thành phế tích. Bị san thành bình địa. Chương 2028, 2034, hội tụ. Đáng sợ như vậy dư ba, để thất dạ hy, hoàng linh nhi. Tử huyên mấy người cũng theo đó lui ra phía sau, xuất thủ chống cự dư ba, bảo hộ âm dương ra. Hoàng quốc cùng phượng hoàng nhất tộc thực lực không đủ đệ tử. Trên hư không, mười mấy đạo thân ảnh đồng thời đẩy lui, giác long hoàng chư mấy người bước chân đẩy lui vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn chín người chống cự năm người lại là không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi đặc biệt là cái kia kim sĩ đại bằng điều nhất tộc lão thái thái sợ là đã tới gần chân chính thánh cảnh để bọn hắn âm thầm kiêng kỵ phượng phần khung thất tinh thần thân ảnh cũng bị đẩy lui nhưng hai người ánh mắt giờ phút này lại là kinh ngạc nhìn chằm chằm đỗ tiểu yêu cùng trên người tiểu tinh tinh muốn nói kim sĩ sí đại bằng điều nhất tộc bên trong lão thái thái thân ảnh chưa từng bị đẩy lui bọn hắn cũng có thể lý giải lai lịch của lão thái thái này cũng không bình thường sợ là cách chân chính thánh cảnh đã lệch một ly có thể cái kia đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh tại mới vừa đánh chúng lại cũng chỉ hơi hơi lay động một cái cường giả vừa ra tay đã biết có hay không bọn hắn càng là rung động chẳng lẽ đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh thực lực chẳng lẽ đã còn muốn ở bên trên bọn họ hay sao? Đỗ tiểu yêu kim y phồng lên, kim sắc linh đồng như một vòng rượu nhật. Khí tức sôi trào mãnh liệt. Bỗng dưng, tựa hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt âm thầm run lên. Có chút ngửa mặt nhìn qua bầu trời chỗ sâu. Sau đó cái kia tuấn lãng hình dáng trên mặt lộ ra vui mừng. nhấc lên một vòng không còn che giấu ý cười đường cong. Siêu siêu giữa không trung có cuồn cuộn một đám người vút không, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Chu Tiểu Lạc. Mặc như nam mấy người hoang quốc, nông gia còn có mặc ra một đám cường giả cùng đệ tử. Hướng phía vĩnh hằng chi mộ phương hướng, Đỗ Thiếu Phủ một đường tâm thần phóng thích. Tìm kiếm dọc đường khí tức, nhìn xem có thể hay không đủ gặp gỡ hoang quốc người. Giờ phút này thiên ma chiến trường bên trong, đã có các phe bán thánh cường giả tiến vào. Đỗ Thiếu phủ trong lòng rất khẩn trương, sợ hoang quốc những người khác ngoài ý muốn nổi lên. Một đường tìm kiếm, một giây lát, Đỗ Thiếu phủ hai con ngươi vẩy một cái. Cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, đó là một loại đến từ mạch hồn khí tức tương liên, xa xa thắng nguyên thần theo dõi Phạm Vi. Ta đi trước một bước, các ngươi đuổi theo. Làm như vậy lời nói rơi xuống, Đỗ Thiếu phủ thân ảnh ra tốc mà đi phía sau kim quang bộc phát đại bằng kim xí mở rộng ra cắt vỡ hư không trong nháy mắt biến mất ở trong hư không không gặp chu tiểu lạc mặc như nam mấy người ngước mắt triển khai sau đó thân ảnh cấp tốc đuổi về phía trước nhưng lấy tốc độ của các nàng ngoại trừ tướng thần bên ngoài những người khác lại là phải chậm hơn không ít mặt đất dạn nứt khe rãnh dày đặc khắp nơi một mảnh hỗn độn hư không nơi xa, không biết khi nào, hấp dẫn không ít sinh linh quan sát từ đằng xa. Nhưng những thứ này vây xem sinh linh không dám tới gần. Cái kia một cỗ khí tức đáng sợ phủ kín bầu trời, quang mang lóa mắt như thần linh tề tụ. Để bọn hắn thần hồn run rẩy Hư không bốn phía, thực lực không đủ người, bao quát tử huyên. Hoàng Linh Nhi mấy người đều đã cùng nhau lui ra phía sau nguyên bản giác long hoàng chư mấy người bao quanh đỗ tiểu yêu cùng mỹ linh các loại hiện tại đã biến thành lão thái thái tiểu tinh tinh phượng phần khung thất tinh thần đỗ tiểu yêu không người cùng giác long hoàng chư mấy người cùng nhau mà đứng hoàng chư giác long mấy người sắc mặt rất khó coi bọn hắn cũng không từng trì hoãn nói chỉ là vài câu nói nhảm lại là không nghĩ tới thất tinh thần phượng phần khung cùng kim xí đại bằng điều nhất tộc bên trong lão thái thái kia vậy mà lại tới nhanh như vậy mặc dù bây giờ tại về số người bọn hắn còn chiếm theo ưu thế nhưng giờ phút này muốn lại đánh giết cái kia xích hào mã hầu cùng tiểu dị long rõ ràng đã là không có cái gì quá lớn phần thắng rồi cái kia kim xí đại bằng điều nhất tộc bên trong lão thái thái cũng không phải bình thường mạnh lấy tuổi của các ngươi cùng tu hành tuế nguyệt thế mà đối mấy cái hậu bối xuất thủ thật đúng là đủ không biết xấu hổ a à. lão thái thái mở miệng khí tức trên thân vô cùng bá đạo lăng lệ thanh âm chấn tâm hồn người hai con ngươi kim quang sáng trói không còn là một cái kia nhìn như tập tễnh bà lão không có gì đáng nói hôm nay cái này xích khào mã hầu cùng tiểu dị long hẳn phải chết không ai ngăn nổi giác long xâm nhiên đã là tên đã trên dây không phát không được giờ phút này mặc dù tới lão thái thái này phượng phần khung còn có thất tinh thần nhưng bọn hắn chín người vẫn có cơ hội. dù sao bọn hắn chỉ là chặn đánh khoảnh khắc xích hào mã hầu cùng dị long, chỉ bằng các ngươi đủ sao? lão thái thái mở miệng, ánh mắt sắc bén khiếp người kim quang tứ phương phun trào. vù vù, đỗ thiếu phủ một đường đại bằng kim xí vỗ cánh cắt vỡ hư không. mạch hồn cảm thấy đỗ tiểu yêu khí tức trên thân, thẳng đến tâm thần nhìn trộm đến tiểu tinh tinh kim xí đại bằng điều nhất tộc bên trong nãi nãi tử huyên. Thất dạ hy mấy người một đám khí tức quen thuộc về sau, trong lòng lập tức siết chặt. Nơi đó còn có vào long tộc tung hoành ra thiên xà tộc, xích hỏa yêu sư nhất tộc. Mà thứ tộc mấy người quen thuộc khí tức cường đại. Cái này khiến đỗ thiếu phủ trong lòng cực kỳ ngưng trọng tốc độ toàn lực mà làm. Tốc độ cao nhất chạy tới mục đích. Làm thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tâm thần nhìn trộm. Đỗ Thiếu Phủ nghe được một câu nói như vậy, đó là từ giác long trong miệng truyền ra. Tựa như long khiếu, nói, vừa động thủ một cái, mọi người không cần ẩn tàng. Toàn lực giải quyết cái này xích hào mã hầu cùng dị long. Người dám, giác long thanh âm còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống. Một đạo thanh âm như vậy tựa như lôi minh, từ sâu trong hư không truyền ra đồng thời. Trên trời cao, cái kia kim quang trói mắt cũng tựa như rượu nhật bốc lên phủ kín nửa bên thiên vũ toàn bộ hư không trong nháy mắt run rẩy mọi ánh mắt ngẩng đầu cảm thấy một cái khí tức cường đại cái này thanh âm quen thuộc truyền đến khí tức quen thuộc giáng lâm lão thái thái tiểu tinh tinh thất dạ hy tử huyên mị linh huyết đằng sát mấy người lập tức ánh mắt rung động một bóng người xuất hiện ở hư không thẳng tắp mà đứng khuôn mặt cương nghị sắc nhọn trí áo bào tím phần phật tóc đen sóng vai mà động phía sau một đôi đại bằng kim xí tràn ngập vạn trượng kim quang. Gánh chịu kim xí đại bằng điều nhất tộc bá đạo ý chí và trí tôn thú uy. Chỉ là như vậy một cỗ khí tức mà thôi. Liền để ở đây tất cả thú tộc sinh linh thú hồn chỗ sâu vì đó phát run. Bao quát phượng hoàng nhất tộc bên trong cường già cũng không ngoại lệ. Gặp qua hội trưởng, gặp qua đại bằng hoàng. Làm cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc dáng lâm, mị linh huyết đằng sát ngang tử đang run rẩy trong hư không một gối mà quỳ kích động không thôi. Đó là ma vương đỗ thiếu phủ, là hắn đến rồi. Nơi xa vây xem không ít sinh linh bên trong, có người mở miệng. Cũng không bưng thân thể rung động, một trận trò hay liền muốn bắt đầu. Cha, thanh âm non nớt truyền ra, tiểu tinh tinh hai con người vui mừng dập dờn. Một đầu xanh đen xanh đen tóc tết tóc đuôi ngựa lắc tại cái đầu nhỏ về sau lông mày trong lòng có một cái dựng đứng phù văn ấn ký, lộ ra cao quý yêu ta. Vọt tới đỗ thiếu phủ bên người gương mặt ý cười, nhìn lấy người vật vô hại. Đỗ tiểu yêu mắt thấy đỗ thiếu phủ, ngược lại là ánh mắt có chút bình tĩnh. Bất quá hai con ngươi chỗ sâu cái kia cuối cùng vẻ ngưng trọng lặng yên biến mất. Khóe miệng phủ lên nụ cười thản nhiên. Chương 2029-2035, lấy một địch chín. Mà vương đỗ thiếu phủ, chính là hắn sao? Thất tinh thần, phượng phần khung ánh mắt cũng thật chặt rơi vào trên người đỗ thiếu phủ. Quan sát tỉ mỉ, bọn hắn đã sớm nghe nói qua dạng này một người trẻ tuổi. Nhưng hôm nay lại là còn lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt âm thầm tuôn ra ba động. Chính là như vậy một người trẻ tuổi đưa tới đương thời không ít sóng gió lớn sao. Còn đưa tới long tộc Pháp gia, danh ra mấy người cửu đại bán thánh liên thủ phục kích. Giác Long, Công Tôn Ngọc Ánh, Công Tôn Tề Sương mấy người ánh mắt cũng bỗng nhiên nhìn chăm. Chú ở trên người đỗ thiếu phủ, hai con người đấu bắn hàn quang. Đối với Giác Long, Công Tôn Ngọc Ánh, Công Tôn Tề Sương chờ đến nói. Chưa từng thấy tận mắt cái kia sớm đã lưu truyền sôi sùng sục người trẻ tuổi. Nhưng chính là như vậy một cái hậu bối, để trong tộc bọn họ tổn thất nặng nề. Giao động bọn hắn toàn tộc khí vận cùng căn cơ, trong lòng hận ý có thể nghĩ hoàng trư xế chiều trên mặt trong hai tròng mắt cũng nổi lên ba động. Từ cái này một đạo thân thể của thằng tắp bên trong. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại lúc trước quá nhiều khí tức trong thời gian thật ngắn. Người trẻ tuổi kia lại có to lớn như vậy cất bước cái này quá dọa người. Tiểu tinh tinh, các ngươi không có sao chứ. Đỗ thiếu phủ vỗ nhẹ bên người hưng phấn cao hứng tiểu tinh tinh, ánh mắt từ cái này rác long. Thiên hạt, địa chu, công tôn ngọc ánh ngang bên trên đảo qua cuối cùng nhìn chăm chú ở tại trên người hoàng chứ. Khuôn mặt thần sắc cũng triệt để trầm xuống. Đại khái tình huống, đã không cần nhiều lời, đỗ thiếu phủ trong lòng đã có số. Chín cỗ bán thánh khí tức, chín cái bán thánh cường giả. Bọn hắn khẳng định không phải tại phục kích phượng hoàng nhất tộc cùng âm dương gia. Cho nên phục kích tuyệt đối là đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh mấy người. Bọn hắn tại lôi đình xuất kích, đây là đang nhằm vào hoang quốc muốn đem hoang quốc nhổ tận gốc. Chà, chúng ta không có việc gì, những lão già này còn không làm gì được chúng ta. Tiểu tinh tinh cao hứng nói. Được, vậy là tốt rồi. Đỗ thiếu phủ nhẹ gật đầu, ánh mắt lúc này mới nhìn phía nơi xa tử huyên, thất dạ hy các loại. Sau đó rất xa đối lão thái thái nói, nãi nãi, tôn nhi một hồi lại đến thỉnh an. Được, bất quá nãi nãi cái này thân lão cốt đầu còn có thể động một chút lão thái thái cười nói mặt mũi hiền lành cái kia bá đạo ánh mắt sắc bén cùng khí tức lặng yên biến mất ha ha đỗ tiểu hữu cũng tới vậy liền xuất thủ một lượt đi xem bọn hắn lại có thể như thế nào phượng phần khung cười ha ha một tiếng không có bất kỳ cái gì khinh thường thậm chí là đang chủ động cùng đỗ thiếu phủ chào hỏi vậy liền một trận chiến đi thất tinh thần mở miệng thanh âm cởi mở giờ phút này chính chủ cuối cùng đã tới tăng thêm cái này ma vương Đỗ Thiếu phủ, cái kia công tôn ngọc ánh đám người phần thắng. Không hề nghi ngờ sợ là đã còn thừa không có mấy. Đỗ Thiếu phủ mắt thấy bốn phía, ánh mắt từ hoàng chư. Giác Long bọn người trên thân cùng một chỗ đảo qua, cuối cùng đối với lão thái thái. Thất tinh thần, phượng phần không nói, đa tạ nãi nãi cùng hai vị tiền bối. Bất quá hôm nay việc này bởi vì ta Hoang quốc mà lên đó còn là từ ta hoang quốc tự tay giải quyết đi miễn cho có người biết cho là ta hoang quốc ỷ thế hiếp người làm đỗ thiếu phủ như vậy lời nói nói ra toàn trường sững sờ trong chốc lát chẳng lẽ vì đó biến sắc đưa mắt nhìn nhau hoàng chư giác long mấy người nguyên bản bởi vì đỗ thiếu phủ đến trong lúc nhất thời không biết là vui hay buồn bọn hắn cao hứng là lớn nhất chính chủ thế mà bị bọn hắn gọi được Lo lắng là giờ phút này kim xí sí đại bằng điều nhất tộc lão thái thái kia cùng thất tinh thần. Phượng phần không ở đây, muốn đồng thời giải quyết cái kia ma vương đỗ thiếu phủ. Xích hào mã hầu cùng dị long, không thể nghi ngờ là thêm nữa tăng thêm độ khó. Có thể giờ phút này nghe được đỗ thiếu phủ nói ra lời nói của như thế. Tự hồ là tạ tuyệt lão thái thái kia cùng thất tinh thần đám người tương trợ cái này khiến bọn hắn thật sự là khó mà tin được không cách nào nghĩ rõ ràng nguyên do đừng nói là hoàng chư mấy người nghĩ không thông giờ phút này ngay cả lão thái thái thất tinh thần phượng phần khung hoàng linh nhi tử huyên thất dạ hi mấy người cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ ánh mắt so với hoàng chư mấy người còn muốn kinh ngạc nhiều tên kia muốn làm gì hoàng vũ phượng sồ phượng hàn mấy người đưa mắt nhìn nhau đây chính là chín cái bán thánh cường giả a. À. Chẳng lẽ tên kia là muốn lấy sức một mình đối phó cái kia chín cái bán thánh cường giả sao? Sợ là thánh cảnh tu vi người cũng không dám khinh thường như vậy đi. Cái này, Phượng Phần Không thất tinh thần cái này hai đại cường giả giờ phút này cũng không khỏi là cúi. Đầu âm thầm trao đổi một ánh mắt. Chẳng lẽ tên kia là muốn đồng thời đối phó chín cái bán thánh cường giả à? Cái này cũng quá cuồng ngạo đi. Cha Toàn trường chấn kinh ngạc bên trong, lại là một đạo thanh âm non nớt truyền ra. Cái kia ba bốn tuổi bộ dáng tiểu nữ đồng tại một phen đối với Đỗ thiếu phủ dò xét về sau, hưng phấn hô hào, liền muốn xông lên phía trước. Nhà đầu lui ra phía sau, trước đừng ảnh hưởng cha ngươi. Tử Huyên kéo lại tiểu nữ đồng, hai con mắt màu tím bên trong có một chút ngưng chi sắc. Tốt a, à. Tiểu nữ đồng gương mặt bất đắc dĩ, nhưng sau đó xa xa đối đỗ thiếu phủ nói, cha ủng hộ. Cái kia chín cái lão già đều không phải là cái gì người tốt muốn khi dễ tinh tinh tỉ tỉ. Cha hảo hảo thu thập bọn họ. Đỗ thiếu phủ sừng sốt, rất xa nhìn qua vậy tiểu nữ đồng. Bỗng dưng, đỗ thiếu phủ ánh mắt có chút giật mình. Tiểu gia hỏa kia trên người tràn ngập một loại khí tức quen thuộc. Tập phượng hoàng nhất tộc cùng phệ hồn thần nghĩ khí tức làm một thể chẳng lẽ đỗ thiếu phủ run lên trong lòng chẳng lẽ là tiểu gia hỏa kia thành công lột xác à hai từ lão thái thái mở miệng ánh mắt đang trầm tư đây chính là chín cái bán thánh cường già nàng rất lo lắng nãi nãi tôn nhi tự có chừng mực đỗ thiếu phủ lấy lại tinh thần cắt đứt lời của lão thái thái biết đây là lão thái thái đang lo lắng chín cái bán thánh cường già đích thật là nhân vật đáng sợ chỉ là làm phiền nãi nãi cùng hai vị tiền bối giúp vãn bối lực trận liền tốt đến lúc đó đừng để có người chạy trốn là được đỗ thiếu phủ tiếp tục đối với lão thái thái thất tinh thần cùng phượng phần không nói ra Khóe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười được nãi nãi giúp ngươi xem lão thái thái lộ ra ý cười nàng biết mình cái này tính cách của tôn nhi không nói thêm gì nữa được không có vấn đề phượng phần khung cùng thất tinh thần gật đầu mặc dù trong lòng kinh ngạc không hiểu nhưng giờ phút này nhìn thấy kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong lão thái thái cũng gật đầu cũng không lại nói cái gì cha ta cũng là hoang quốc tiểu tinh tinh giơ lên cái đầu nhỏ nói ra đỗ thiếu phủ nhẹ gật đầu cười nói đương nhiên có muốn hay không ta hỗ trợ ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình hư không bên trên một đạo nhạt thân ảnh màu tím chẳng biết lúc nào xuất hiện góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn trên mặt, một đôi đen nhánh thâm thúy đồng tử giống như là lỗ đen. Không hề bận tâm vậy, phong khinh vân đạm. Nhưng chính là như thế một cỗ phong khinh vân đạm khí tức lại là làm cho hoàng chư. Phượng Phần khung thất tinh thần mấy người âm thầm rất là biến sắc. Khí tức kia để bọn hắn cũng khó có thể nhìn trộm đi ra. Người cái tên này đã ở sao? Tiểu Tinh Tinh ngước mắt, đối với tướng thần có thể không có bất kỳ cái gì khách khí vừa mới đến, tướng thần nói với tiểu tinh tinh, mặc dù sắc mặt không có ba động, nhưng đã coi như là rất khách khí. Người có muốn hay không gia nhập hoang quốc nếu là gia nhập? Liền cho ngươi cơ hội này như thế nào? Đỗ thiếu phủ hướng về phía tướng thần cười một tiếng. Ngược lại là cũng không cự tuyệt tướng thần có thể hỗ trợ. Nhưng muốn một món nợ ân tình của là lấy đổi lời nói, cái kia thôi được rồi chương 2030-2036, chân chính chấn nhiếp. Mà giờ khắc này, như thất tinh thần, phượng phần không đám người sở liệu. Đỗ thiếu phủ mặc dù không có dự định lấy một địch chín. Nhưng cảm giác được tiểu tinh tinh cùng đỗ tiểu yêu khí tức trên thân về sau. Lại là dự định lấy ba địch chín. Đỗ thiếu phủ không khó biết cái này long tộc. Tung hoành ra mấy người năm lần bảy lượt ra tay với hoang quốc đơn giản chính là nhìn lấy hoang quốc chưa từng có cường giả chân chính. Cho dù là biết hoang quốc cùng kim xí sí đại bằng điều nhất tộc quan hệ. Biết hoang quốc cùng âm dương gia, nông gia, mặc ra mấy người giao hảo. Cũng chưa từng có quá nhiều cố kỵ. Xét đến cùng, bản thân cường đại mới thật sự là cường đại. Bất kỳ bảo hộ cũng đều chỉ là tạm thời. Chín cái bán thánh tu vi người, giờ phút này đỗ thiếu phủ muốn một lần chấn nhiếp triệt triệt để để chấn nhiếp. Hoàng quốc cần một lần dạng này chân chính đối với đương thời chấn nhiếp. Nếu không, Hoàng quốc trung quy là khó mà chân chính tại đương thời đứng vững gót chân. Vậy chính ngươi từ từ sẽ đến đi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, tướng thần không tiếp tục để ý tới Đỗ Thiếu Phủ. Bày ra một bộ một mực xem náo nhiệt tư thế. Thực sự là tiếc nuối. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lúc này mới ghé mắt nhìn phía Hoàng Chư Giác Long đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt lần thứ hai âm trầm xuống. Tại đến Vĩnh Hằng Chi Mộ trước đó, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng liền đã có chỗ suy đoán. Chắc hẳn Pháp gia cùng danh gia tung hoành ra bán thánh tu vi người cũng sẽ ở cái kia Vĩnh Hằng Chi Mộ vị trí phụ cận. Lúc đầu Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn dự định, thừa dịp những thánh cảnh đó cường giả vẫn chưa đủ tiến vào. Vừa vặn có thể tìm cơ hội giải quyết những thứ này bán thánh tu vi người nếu không mấy người những thánh cảnh đó cường ra tiến vào. Hoặc là vĩnh hằng chi mộ bên trong cửu đại gia viễn cổ tiền bối đi ra. Vậy liền sẽ không còn có cơ hội mà là của mình đại phiên toái. Nhưng đỗ thiếu phủ không nghĩ tới, long tộc thế mà còn có một cái bán thánh tu vi người. Thậm chí cùng phát ra mấy người hết thảy chín cái bán thánh tu vi người kết minh ở cùng nhau. chín cái bán thánh tu vi người đã là một cái một cỗ thế lực đáng sợ đỗ tiểu yêu tiểu tinh tinh các ngươi có thể đối phó mấy cái ánh mắt lần lượt lướt qua hoàng chư giác long đám người đỗ thiếu phủ sau đó đối với đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh hỏi ta chỉ ít có thể lấy giết hai cái cái kia một đầu tạp long cùng một đầu lão xà còn có tiểu tinh tinh ánh mắt từ giác long cùng trên người xà mặc đảo qua vậy cái này tạp long cùng lão xà liền giao cho ngươi đỗ thiếu phủ nói với tiểu tinh tinh mặc dù biết lấy tiểu tinh tinh biến thái tốc độ tu luyện cùng thiên phú cảm giác được giờ phút này hắn khí tức trên thân sợ là cũng tuyệt đối đến rồi một cái cực kỳ rung động trình độ nhưng đỗ thiếu phủ cũng không dám để tiểu tinh tinh quá mức mạo hiểm ta có thể giết hai cái ngăn lại ba cái không có vấn đề đỗ tiểu yêu ánh mắt chớp chớp nói với đỗ thiếu phủ vậy ngươi chọn hai cái liền tốt đỗ thiếu phủ nói ra ngươi có thể thực hiện đỗ tiểu yêu nhìn phía đỗ thiếu phủ kim sắc linh đồng có chỗ ba động còn thừa lại năm cái bán thánh tu vi người đỗ thiếu phủ ánh mắt đảo qua cái kia chín bóng người nhẹ gật đầu có hẳn ý từ hai con ngươi hiện lên nói ta hết sức ông trời ơi ra hỏa này đây là muốn lấy một địch năm a năm cái bán thánh tu vi người ma vương đỗ thiếu phủ chẳng lẽ đặt chân thánh cảnh sao lấy một địch năm, năm cái bán thánh cường giả, cái này ma vương cũng quá cuồng ngạo đi. Bốn phía có nghị luận thấp giọng truyền ra, còn chưa từng giao thủ. Liền đã có người hít vào linh khí. Lấy một địch năm, hay là đối phó năm cái bán thánh tu vi người, đây là bực nào cuồng ngạo. Cần bực nào tự tin mới có thể dám ứng đối. Hoàng Trư, công tôn ngọc oánh mấy người chín người sắc mặt rất khó coi. Từ tiểu tử kia vừa xuất hiện đến bây giờ. Giống như là cái kia xích hào mã hầu cùng dị long vậy, chưa từng đem bọn hắn để ở trong mắt. Chỉ có hơn chứ không kém. Giờ phút này tiểu tử kia thậm chí là muốn lấy ba địch chín. Còn mở miệng để bọn hắn một cái cũng trốn không thoát, đây là bực nào xem thường. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Giác long sớm không nhịn được bọn hắn thế nhưng là đường đường bán thánh cường già. Chưa từng bị qua như vậy xem thường. Hừ, tạp long non nớt hừ lạnh âm thanh truyền ra tiểu tinh tinh thân ảnh biến mất ở tại đỗ thiếu phủ bên người ầm làm tiểu tinh tinh thân ảnh trong nháy mắt lần thứ hai xuất hiện thời điểm thân ảnh nho nhỏ đã trực tiếp xuất hiện ở giác long trước người một quyền bạo oanh ra cái này một bóng người tuy nhỏ nhưng này nho nhỏ trên nắm tay lại là có bá đạo kim sắc hỏa diễm bao trùm bộc phát ra trí tôn chi lực ngưng tụ thành kim sắc hỏa diễm phù văn để hư không vặn vẹo giác long sắc mặt xâm nhiên vừa mới chính là nói thêm vài câu nói nhảm liền để giờ phút này tình thế đại biến phức tạp bán thánh tu vi tầng thư khí tức không giữ lại chút nào quét sạch ra không còn có bất kỳ giữ lại ngao thủ ấn ngưng kết giác long một quyền đón lấy khí tức đáng sợ như bão táp ngưng tụ quang mang cuồn cuộn sen lẫn long khiếu nương theo lấy một cỗ thánh uy phanh Hai quyền đụng nhau, ngột ngạt nổ vang lập tức vang vọng hư không, phù văn sáng chói tràn ngập. Kim sắc hỏa diễm như dòng nham thạch vung vãi, đốt cháy hư không hóa thành hư vô. Đạp đạp, rất nhiều kinh ngạc ngạc nhiên trong ánh mắt. Giác Long thân ảnh tại hư không thẳng tắp đẩy lui. Thật mạnh a, à, nơi xa vây xem sinh linh có người kinh hô, vì đó trong lòng hung hăng rung động. Cái kia thân thể nho nhỏ bên trong lại là có loại kia thực lực đáng sợ lão xà tới phiên ngươi. Tiểu tinh tinh cái kia thân ảnh nho nhỏ chưa từng có bất kỳ đình trệ, hóa quyền vì trường. Quay người một đạo trưởng ấn vỗ về phía xà mạc. Một trưởng này đánh ra kịch liệt nóng bỏng năng lượng nương theo lấy vô tận ngọn lửa màu vàng. Ống tại vùng hư không này tản ra thiêu hủy chân không sôi cháo. Đủ số ngọn núi lửa ở chỗ này đồng thời nổ tung. Loại kia hủy diệt năng lượng đủ để diệt sát tất cả sinh linh để xa xa sinh linh cách xa xa không gian cũng lông tơ đứng đấy tốc độ quá nhanh xà mặc căn bản là không có cách tránh đi sắc mặt âm trầm lấy một nguồn năng lượng tấm lụa đụng nhau vậy cái này hai cái liền giao cho ta đi làm tiểu tinh tinh lại lần nữa ra tay thời khắc đỗ tiểu yêu thân ảnh cũng vượt qua hư không hai tay chấn động như song long xuất hải tả hữu một quyền riêng phần mình đánh về phía hỏa sư cùng cưu ưng Đỗ Tiểu Yêu lấy một trọi hai, chủ động xuất thủ xong quyền bao khỏa trói mắt kim sắc quang. Mang, giống như liệt dương nổ tung, quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả. Giống như là muốn đem linh hồn của toàn bộ sinh linh no bão. ầm ầm hỏa sư cùng cưu ưng toàn lực bộc phát, không giữ lại chút nào. Bọn hắn sớm đã cảm giác được cái này xích hào mã hầu cường đại. Tại thời khắc này đều toàn lực mà làm, khí tức trèo đến đỉnh phong, nương theo lấy thánh uy. Phù lục bí văn dày đặc, quang mang như thần hỏa thiêu đốt. Không hề nghi ngờ, đối mặt Đỗ Tiểu Yêu, Hỏa sư cùng Cưu Ưng đều là không có bất kỳ cái gì chủ quan, toàn lực mà làm. Tương chiến lực phát huy đến cực hạn, bọn hắn muốn toàn lực chống cự Đỗ Tiểu Yêu, cũng muốn trực tiếp đánh giết Đỗ Tiểu Yêu. Lấy hai địch một, hai người mình vẫn là bán thánh. Cưu Ưng cùng Hỏa sư thật đúng là không tin mình có thể bại có không ít tự tin có thể trực tiếp đối phó cái kia xích khảo mã hầu. Đây là bán thánh tu vi người tự tin. Tới đi, hỏa sư hét lớn, có ánh lửa ngập trời, thánh uy nương theo, hòa vào một thể. Bộc phát ra kinh khủng ba động. Cưu ưng xuất thủ, khí tức bén nhọn khiếp người, quang mang chiếu rọi tứ phương. Đen kịt khe hở tại hư không tràn ngập. Hai người đồng thời đụng nhau đỗ tiểu yêu song quyền. Kinh người trầm đục cũng đồng thời nổ tung. U u, tiếng gầm âm vang điếc tay đầy trời phù văn hòa năng lượng phô thiên cái địa lan tràn tất cả vượt qua cưu ưng cùng hỏa sư đoán trước hắn nàng nhóm không có chiếm được nửa điểm tiện nghi trực tiếp bị đẩy lui mở đi ra thân thể của đỗ tiểu yêu chỉ là hơi lắc lư hoảng mà thôi ầm cùng một thời gian xà mặc thân thể đã ở đẩy lui bàn chân hướng về sau đạp toái hư không ngạc nhiên cùng vẻ kinh hãi leo lên khuôn mặt thật mạnh a à. Nhìn lấy trước trống không một màn kia, rất nhiều người há to miệng, mở to hai mắt. Đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh đều là lấy một trọi hai còn chiếm thượng phong. Cái này thật bất khả tư nghị. Khiếp sợ nhất ngược lại là thất tinh thần cùng phượng phần không hai người. Bọn hắn rất rõ ràng giác long bọn bốn người thực lực bởi vậy mới kinh hãi nhất. Đồng thời đối phó hai cái bán thánh còn chiếm thượng phong, đây là bực nào thực lực. Hư không bên trên, giờ phút này Đỗ Thiếu phủ sừng sững, tóc đen múa. Áo bào tím theo gió phất phới, trong hai tròng mắt có kim sắc quang mang tựa như kim sắc thiểm. Điện vậy phóng thích, sáng chói mà khiếp người. Lúc này, Đỗ Thiếu phủ trên người vô hình kia bên trong khí tức bá đạo lăng lệ. Đại bằng kim xí mở rộng, kim quang trùng thiên, gánh chịu bá đạo ý chí. Tựa như một cái hình người thực bằng, có một loại hoàn toàn như trước đây vô địch cùng bá đạo khí khái hội trưởng nhất định có thể thu thập bọn họ. Hoàng quốc đệ tử phấn chấn, từ mới vừa tuyệt cảnh đến thời khắc này. Đây là một cái thì nghịch chuyển, giờ phút này một cái kia ma vương giáng lâm. Một mực quét sạch tứ phương, làm bọn hắn cảm xúc bành trướng. Khí tức rất mạnh, khí thế không đơn giản. Cảm giác giờ phút này đỗ thiếu phủ khí tức trên thân, phượng phần không âm thầm khen ngợi. Hắn ánh mắt và kỳ độc cay, cảm thấy một chút mánh khóe đại chiến xung quanh triển khai đã, Hoàng Trư, Công Tôn Ngọc ánh, Công Tôn Tề Sương, Ma Tà. Địa Chu cái này còn dư lại 5 người giờ phút này cũng cực kỳ có ăn ý. phảng phất là đỗ tiểu yêu tiểu tinh tinh cùng giác long mấy người không tồn tại vậy. Mắt lộ ra tinh mang, cùng nhau nhìn chằm chằm đỗ thiếu phủ. Bọn hắn lần này mục tiêu chủ yếu nhất cũng là trước mắt đỗ thiếu phủ. So với xích hào mã hầu cùng cái kia dị long đến, đây mới là lớn nhất hậu hoạn giờ phút này đỗ thiếu phủ muốn đối phó bọn hắn năm cái. Ngược lại là bọn hắn nhất là vui lòng nhìn thấy. Còn có năm cái, đỗ thiếu phủ mắt thấy hoàng chư năm người. Song quyền âm thầm tại áo bào tím tay áo dài hạ có chút nắm chặt nói. Các ngươi năm cái cùng lên đi. Người quá cuồng vọng, ngươi có biết ta là ai không, ngay cả mẹ ngươi ở trước mặt ta. Cũng phải hành lễ, ngươi không nên như thế không biết lễ phép. Hoàng chư mắt thấy đỗ thiếu phủ, cái kia khuôn mặt của xế chiều bên trên. Thần sắc có chút âm dương không chừng, trong ánh mắt, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lão già, ngươi tính thứ đồ gì, có tư cách gì ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Ngươi là ai đối với ta căn bản không trọng yếu, dù sao sau ngày hôm nay. Trên đời lại không ngươi tồn tại. Đỗ thiếu phủ sắc mặt âm trầm, hàn ý đấu bắn, không đề cập tới mẫu thân còn tốt giờ phút này nhấc lên phía dưới đỗ thiếu phủ trong lòng hàn ý càng tăng lên pháp gia chi nhân này đã là đến rồi gặp một cái giết một cái cấp độ cái này hoàng chư đỗ thiếu phủ lúc trước liền đã gặp cùng lôi lão còn giao thủ qua giờ phút này căn bản cũng không có định bỏ qua cho thậm chí nếu là bên trong năm người này chỉ có thể lựa chọn giết một cái lời nói đỗ thiếu phủ lựa chọn hàng đầu cũng tuyệt đối là pháp gia chi nhân như thế không biết lễ phép đây cũng là đừng trách ta vô tình hoàng chư khuôn mặt của xế chiều có chút co rúm ánh mắt triệt để âm trầm xuống